Những năm 80-90 ở Mỹ thật điên rồ. Ta có thể thấy những tên sát nhân hàng loạt cùng nhau gây án trong khoảng thời gian đó. Đây là video tổng hợp 7 video trên kênh, dài hơn 1 tiếng về Jeffrey Dahmer, Larry Hall và Gary Ridgway. Những tên đã cùng nhau ra tay ở Mỹ trong khoảng thời gian những năm 80-90. Chuẩn bị bắp nước nha mọi người. Hy vọng video dài này sẽ mang đến một trải nghiệm hấp dẫn. Jeffrey Dahmer, tên sát nhân được miêu tả bởi hai chữ, quái vật. Hắn luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng những sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất nước Mỹ. Điều khiến hắn khác biệt với những tên sát nhân khác có lẽ nằm ở những điều bệnh hoạn hắn làm với thi thể của những nạn nhân sau khi giết họ. Biến thái, khủng khiếp và kinh tởm là những từ ta có thể dùng, nhưng chắc là vẫn chưa đủ để lột tả tất cả những gì hắn đã làm. Gần đây, Netflix đã sản xuất một bộ phim 10 tập về Jeffrey Dahmer. Tuy là một bộ phim điện ảnh, không phải phim tài liệu, nhưng đã được các tờ báo uy tín đánh giá là bám rất sát những tình tiết ngoài đời thật. Nhưng vì là phim, nên đạo diễn buộc phải thêm nhiều tình tiết và giảm bớt nhiều tình tiết để người xem có những trải nghiệm xem phim hấp dẫn nhất. Nếu coi phim, mình nghĩ bạn sẽ có một trải nghiệm điện ảnh hay và hiểu được góc nhìn của tác giả về vụ án này. Còn nếu bạn muốn có nhận định và góc nhìn riêng cho bản thân, thì hôm nay mình sẽ cùng bạn đi qua các chi tiết thật sự của vụ án và thử cùng nhau phân tích các vấn đề liên quan tới Jeffrey Dahmer. Đây là phần 1. Xin chào, mình là Bác Sĩ Bờ. Chúng ta cùng đến ngay với cuộc đời của Jeffrey Dahmer khét tiếng theo trình tự thời gian. Hắn sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960. Mẹ của hắn là Joy Dahmer, được mô tả là một người bị trầm cảm và rất lạm dụng thuốc chống lo âu. Bà có dấu hiệu của bệnh tâm thần và bà rất xa cách con trai của mình. Ba của Jeffrey Dahmer là Lionel Dahmer, là một sinh viên ngành hóa học. Sau này ông là một nhà hóa học nghiên cứu. Vì phải học và làm nhiều nên ông rất ít khi ở nhà. Vậy là cả ba và mẹ hắn đều không dành thời gian cho hắn. Và cả hai người ấy cũng không dành thời gian cho nhau. Họ luôn cãi nhau. Tuy nhiên hắn đã thân với ba hơn dù ít được gặp ông. Nhưng điều đáng lo lắng là hắn thân với ba hắn vì hai người thích cùng nhau mổ xẻ những xác chết thú vật ở nhà kho. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. Từ rất nhỏ, Jeffrey đã cùng ba mình nhặt xác những con thú chết ở gần nhà về để mổ xẻ và nghiên cứu. Ba hắn cho rằng đó chỉ là nghiên cứu khoa học. Hắn đã lớn lên với một tuổi thơ thiếu tình cảm gia đình và lớn lên với những hình ảnh về việc mổ xẻ. In ninth grade, in biology class, we had the usual section. Tới trung học, Jeffrey Dahmer được cho rằng có dấu hiệu của nghiện rượu bia khi mới 14 tuổi. Có nhiều lần hắn còn uống bia khi đang ở trong lớp học. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ vấn đề nghiện rượu của hắn, vì đây gần như là chất xúc tác lớn nhất khiến hắn trở thành con quái vật sau này. Cũng trong thời gian trung học này, Jeffrey nhận ra mình là người đồng tính. Hắn thích đàn ông và có xu hướng thích kiểm soát hoàn toàn trong chuyện tình dục. Tuy nhiên do hắn vẫn nuôi sự yêu thích với việc mổ xẻ từ nhỏ tới lớn, các ham muốn tình dục kiểm soát đã hòa lẫn với sự yêu thích mổ xẻ. Sau này hắn khai nhận, trong thời gian trung học ấy, nhiều lần hắn đã từng thủ dâm và tưởng tượng ra việc giết người, mổ xác. Ta có thể thấy rõ ba vấn đề ở giai đoạn đầu đời của Jeffrey Dahmer: thiếu tình cảm gia đình, yêu thích việc mổ xẻ và nghiện rượu. Ba vấn đề đã lập tức cho ta thấy hệ quả xấu trong tâm lý của hắn.
Hắn bắt đầu có những suy nghĩ và tưởng tượng lệch lạc, biến thái. Một tài liệu nghiên cứu của FBI nói rằng hầu như tất cả các sát nhân hàng loạt đều bắt đầu từ việc tưởng tượng ra hành vi giết người. Những tên giết người hàng loạt sẽ nuôi các tưởng tượng đó trong một thời gian rất lâu và các tưởng tượng ngày càng mạnh dần. Những tên giết người hàng loạt thường tưởng tượng về việc giết người trong nhiều năm trước khi thực hiện vụ án đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn cũng có những suy nghĩ và tưởng tượng về việc bản thân giết người và cảm thấy hứng thú, hãy biết đó là một điều rất tệ. Hãy bản lĩnh lên và tìm cách ngừng lại những tưởng tượng ấy sớm nhất có thể. Cùng quay lại với Jeffrey Dahmer. Và giờ chúng ta sẽ đến với vụ án đầu tiên của hắn. Đầu năm 1978, ba mẹ hắn ly hôn. Ba của hắn bỏ đi nơi khác sống. Mẹ của hắn giành quyền nuôi con nhưng cũng bỏ hắn lại một mình và cũng đi nơi khác sống. Vì bà cho rằng hắn đã đủ 18 tuổi nên có thể tự lo cho bản thân được. Vậy là từ đầu năm 1978, hắn đã phải tự sống một mình trong căn nhà của gia đình ở Ohio. Tháng 5 năm đó, Jeffrey Dahmer tốt nghiệp trung học. 3 tuần sau khi tốt nghiệp, hắn thực hiện vụ án đầu tiên. Ngày 18 tháng 6 năm 1978, Jeffrey Dahmer tình cờ gặp Stephen Hicks, 19 tuổi, trên đường. Stephen muốn đi nhờ xe đến một buổi hòa nhạc diễn ra tại Ohio. Nảy sinh ham muốn tình dục với Stephen, Jeffrey đã mời anh lên xe và dụ được anh về nhà mình uống vài lon bia vì chưa tới giờ diễn. Tuy nhiên, sau vài tiếng trò chuyện, uống rượu và nghe nhạc tại nhà riêng, Jeffrey biết được Stephen là trai thẳng, anh ta thích các cô gái. Rồi khi chàng trai trẻ xấu số này muốn rời đi để tới buổi hòa nhạc, Jeffrey Dahmer đã không để điều đó xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Jeffrey tiến hành việc phi tang xác chết một cách tàn bạo. Ta biết được vụ án và các tình tiết do chính Jeffrey Dahmer khai báo sau khi bị bắt. Hắn đã giữ lại toàn bộ thẻ công dân của những nạn nhân. Cảnh sát đã cho người khám nghiệm căn nhà tại Ohio và tìm thấy những mảnh xương đúng như lời khai của tên sát nhân. Nếu hắn không khai ra, vụ án đầu tiên này có thể sẽ không bao giờ được biết đến. Sau lần ra tay này, tên sát nhân đã sống tiếp bình an trong 6 năm trời mà không hề bị một ai nhắm tới hay nghi ngờ. Đây là tiền đề hoàn hảo cho tên sát nhân biến thái, để rồi 6 năm sau, khi không thể kiềm chế được nữa, hắn đã ra tay một cách điên loạn và liên tục, tước đoạt thêm 16 sinh mạng vô tội. Chúng ta sẽ đến với những vụ án liên hoàn ấy ở phần 2. Còn bây giờ hãy cùng mình phân tích tâm lý của hắn một chút thông qua những thông tin ta vừa có được. Điều đầu tiên mình muốn khẳng định trước, đó là Jeffrey Dahmer về bản chất đã là một người mang tâm lý rất không bình thường. Nếu bạn tìm hiểu sâu về vụ án, bạn sẽ thấy những chuyên gia và những nhà nghiên cứu hồ sơ chuyên về nghiên cứu sát nhân hàng loạt cũng không thể lý giải được điều gì đã thật sự diễn ra trong đầu của hắn. Because even the experts and profilers who've studied serial killers are baffled by why they do it. Ba mẹ hắn đương nhiên cũng gánh chịu nhiều nỗi đau và trách nhiệm khi sự việc xảy ra. Nhưng những ảnh hưởng xấu họ tạo ra cho hắn thuở nhỏ không phải là nguyên nhân chính hình thành nên con quỷ này. Đó chỉ là thứ tác động thêm vào. Một con người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh như hắn, thậm chí là tệ hơn, cũng không trở nên tồi tệ như vậy. Hắn là một trường hợp dị biệt và tồi tệ nhất. Chúng ta sẽ cùng phân tích những thứ đã tác động xấu đến tâm lý của hắn để cùng rút ra những bài học, chứ không phải là đi tìm thêm người để đổ lỗi. Qua những ghi chép về cuộc sống ngày xưa của Jeffrey Dahmer, ta có thể thấy rõ ba thứ tác động xấu lên tâm lý của hắn. Đó chính là sự bỏ rơi của cả ba và mẹ, sự yêu thích mổ xẻ đến từ người ba và chứng nghiện rượu bia. Sự bỏ rơi đã trở thành nỗi ám ảnh của Jeffrey Dahmer. Ở vụ án đầu tiên trên, tên sát nhân đã mất kiểm soát và ra tay khi đối tượng của hắn muốn rời đi. Hắn đã giết anh ta vì không muốn anh ta rời đi. Cuối cùng, hắn còn rải xương xung quanh nhà như một cách để giữ nạn nhân ở lại mãi mãi bên hắn.
sự yêu thích mổ xẻ cũng trở thành nỗi ám ảnh của tên sát nhân. Hắn đã yêu thích việc mổ xẻ những con thú từ rất nhỏ, và việc mổ một xác chết người thật đã trở thành ước mơ của hắn. Chứng nghiện rượu chính là chất xúc tác khiến hắn có thể dễ dàng hơn khi ra tay tàn bạo. Chúng ta cùng đến với chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Một số triệu chứng của bệnh tâm lý này là khi bệnh nhân cảm thấy rằng đang bị bỏ rơi hoặc bỏ mặc, họ cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận cao độ, khó kiểm soát sự tức giận và thường trở nên tức giận dữ dội. Về nguyên nhân của chứng rối loạn nhân cách ranh giới, ta thấy có nguyên nhân về những căng thẳng thời thơ ấu. Những triệu chứng và nguyên nhân trên thật sự rất trùng khớp với trường hợp của Jeffrey Dahmer. Vậy nên nhiều nhà tâm lý đã chẩn đoán rằng hắn mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Tuy vậy, vẫn có một điều kỳ lạ ở hắn không đúng với căn bệnh trên. Thông thường, bệnh nhân bị rối loạn nhân cách ranh giới thường tự hủy hoại bản thân để đạt được mục đích tạo sự thương hại ở đối phương. Nhưng ở Jeffrey thì không như vậy. Hắn hủy hoại người khác để họ không bỏ đi được. Hắn có một sự tàn nhẫn và liều lĩnh vượt xa khỏi chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Còn một điều vô lý rất lớn nữa ở tâm lý của Jeffrey Dahmer. Đã có lần, có bác sĩ tâm lý cho hắn kiểm tra chứng thái nhân cách và hắn thậm chí chưa đạt tới ngưỡng là người thái nhân cách. Thật là kỳ lạ khi một tên giết người hàng loạt biến thái và tàn độc như vậy lại không mắc chứng thái nhân cách. Vì những điểm mâu thuẫn trên, tâm lý của Jeffrey Dahmer vẫn luôn là thứ mà các nhà nghiên cứu tâm lý học chưa giải thích rõ ràng được. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm về tâm lý của hắn qua những vụ án ở phần 2, một phần 2 đẫm máu, hôi tanh và biến thái tột độ. Phần 2 sẽ có sớm thôi. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thời thơ ấu của con quái vật Jeffrey Dahmer. Ta đã cùng đi qua khoảng thời gian lúc nhỏ cho tới lúc hắn tốt nghiệp trung học và tới lúc hắn xuống tay tàn nhẫn với nạn nhân đầu tiên khi chỉ mới 18 tuổi. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cột mốc tiếp theo của cuộc đời hắn. Bộ phim về Dahmer của Netflix gần đây đã khắc họa nên tính cách của tên sát nhân này hiền lành một cách vô lý, cộng thêm vẻ ngoài điểm trai của nam diễn viên chính, khiến nhiều người xem vô tình thông cảm, thậm chí là có sự thương cảm cho cuộc đời của con quái vật. Video hôm nay, để mình cho các bạn thấy, tên thanh niên đủ tuổi trưởng thành này đã bê tha, vô trách nhiệm, cẩu thả và bất cần với cuộc đời của chính hắn như thế nào. Hắn hoàn toàn là một thành phần bất hảo của xã hội, chứ chả hề đáng thương như trên màn ảnh. Đây không phải phim Netflix, đây là những sự kiện đã thật sự xảy ra. Chúng ta sẽ phân tích tên sát nhân thông qua những việc hắn làm, chứ không phải qua tưởng tượng của đạo diễn làm phim. Video này sẽ bị cắt đi nhiều tình tiết mang rợ theo luật của YouTube. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này. Xin chào, mình là Bass Saber. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Tháng 6 năm 1978 là lúc Jeffrey Dahmer giết mạng người đầu tiên. Lúc này hắn đã tròn 18 tuổi, đã đủ lớn, đủ trưởng thành về thể chất và cả nhận thức, không còn là một trẻ vị thành niên nữa. Và sau đây là những sự kiện tiếp theo của cuộc đời tên sát nhân. Tháng 8 năm đó, tức là sau khi hắn giết người chỉ 2 tháng, ba của hắn, ông Lionel Dahmer, đăng ký và đóng tiền học phí cho hắn vào học trường Đại học Ohio. Jeffrey sau khi vào đại học đã tỏ ra bất cần, không học hành gì cả. Hắn thường say xỉn. Dù người ba đã đóng hết học phí cho hắn, nhưng hắn đã bỏ học chỉ sau 3 tháng nhập học. Sang tháng 1 năm 1979, thấy con của mình quá lông bông và khó trị, ba của hắn đã bắt hắn đi lính. Jeffrey chính thức nhập ngũ. Hắn nhập ngũ và được đào tạo làm quân y, lính cứu thương. Jeffrey Dahmer đã học được kỹ năng dùng thuốc ngủ để gây mê người khác tại đây. Tưởng chừng như môi trường quân đội hà khắc này có thể khiến tên thanh niên lêu lỏng thay đổi, nhưng không. Vào năm 1981, hắn bị đuổi khỏi quân đội. Lý do được đưa ra là lạm dụng rượu bia quá mức và vô kỷ luật. Có hai người lính đã lên tiếng tố rằng đã bị Jeffrey hãm hiếp trong thời gian ở trong quân đội. Nhưng tin này vẫn chưa được xác thực là chính xác nên ta tạm bỏ qua. Ta có thể thấy sau khi tốt nghiệp, Jeffrey hoàn toàn vô trách nhiệm với tương lai của bản thân dù được ba mình hậu thuẫn.
Hắn học cũng không được, đi lính được 2 năm cũng bị đuổi. Và rồi hắn về nhà và sống cuộc sống của một thanh niên bất hảo. Năm 1981, ghi nhận một lần hắn bị cảnh sát bắt và phạt $60 cộng thêm 10 ngày tù giam vì hành vi say xỉn và rối loạn trật tự xã hội. Vào năm 1982, ông Lionel đã bắt Jeffrey chuyển qua sống với người bà nội già ở Wisconsin. Tuy sống với người bà đã già yếu, nhưng Jeffrey cũng không thay đổi gì. Ngày 7 tháng 8, hắn một lần nữa bị cảnh sát bắt vì tội say xỉn và khoe hàng ở một hội chợ trước mặt rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Những năm tiếp sau đó, hắn vẫn sống chung với bà nội và bắt đầu ăn chơi ở những tụ điểm dành cho người đồng tính, những nơi mà sau này là địa điểm săn mồi chủ yếu của con quái vật này. When I moved to Milwaukee in 81, I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to frequenting the gay bars. Năm 1986, hắn lại lần nữa bị cảnh sát bắt vì tội dâm ô. Hắn đã thụ dâm trước mặt hai cậu bé 12 tuổi. Lần này Jeffrey Dahmer đã bị kết án đến 1 năm tù treo. Ta có thể thấy rõ Jeffrey Dahmer là người như thế nào qua các hành vi của hắn. Giết người năm 18 tuổi. Và 9 năm sau đó là một chuỗi những ngày tháng bất cần, vô trách nhiệm, nghiện ngập và biến thái. Vào tù ra tội thường xuyên, hắn không còn là một đứa nhỏ để có thể đổ lỗi cho ba mẹ không chăm sóc hắn. Thậm chí ba hắn thời gian này cũng không phải là một người hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông ấy cũng đã rất nỗ lực để giúp đỡ hắn. Mình không thể tìm được bất cứ lý do mỏng manh nào khiến ta có thể dành sự thông cảm hay thương cảm cho tên sát nhân này. Hơi khó hiểu khi đạo diễn phim về Dahmer trên Netflix đã xây dựng nhân vật tên sát nhân này có một chút ngây thơ và đôi lúc như bị xã hội hiểu lầm. Điều này vô tình khiến nhiều người xem cảm thấy đồng cảm cho hắn. Nhưng bạn thấy đấy, ở ngoài đời thật, hắn hoàn toàn là một kẻ sống bất cần, biến thái, xem thường pháp luật và gần như không thể sửa đổi. Rồi cái sự điên loạn ấy được đẩy lên đỉnh điểm khi hắn bắt đầu giết người. I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls. Lần đầu giết người là năm 1978, sau 9 năm sống bê tha, vào tù ra tội như ta vừa tìm hiểu. Tới năm 1987, Jeffrey Dahmer bắt đầu giết người hàng loạt. Ngày 20 tháng 11 năm 1987, nạn nhân lần này là Stephen Tuomi, 24 tuổi. Jeffrey đã dụ nạn nhân vào phòng khách sạn với mình, lén pha thuốc ngủ vào đồ uống của nạn nhân, rồi làm những điều khủng khiếp. Đến sáng hôm sau, Jeffrey phát hiện mình đã giết Stephen. Hắn liền ra ngoài mua một chiếc vali cỡ lớn để thực hiện việc phi tang và đã thành công trót lọt. Jeffrey Dahmer đã khai nhận ở vụ án này. Hắn không có một chút ký ức nào về quá trình sát hại nạn nhân, vì lúc đó hắn đã quá say và đang phê thuốc. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Vụ việc lần này đã làm hắn nhớ lại cảm giác 9 năm trước. Khi lần đầu giết người, hắn yêu thích cái cảm giác mổ xẻ, cảm thấy hứng tình khi tiếp xúc với việc mổ xẻ. It was almost addictive. Cộng thêm việc tội ác tày trời được che giấu trót lọt quá dễ dàng, hắn như được tiếp thêm sức mạnh để trở thành một con quỷ thật sự. No one had a clue as to what was happening for over a decade. Cảm thấy giết người thật dễ dàng, hắn bắt đầu có chủ đích đi kiếm người để giết, để thỏa mãn cơn khát máu bệnh hoạn của bản thân. Chỉ 2 tháng sau vụ án trên, Jeffrey Dahmer tìm được nạn nhân tiếp theo. Tháng 1 năm 1988, cậu bé James Dockstader, mới 14 tuổi, đã trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo. Jeffrey Dahmer làm quen cậu ta tại câu lạc bộ của người đồng tính, hứa trả $50 cho cậu bé để chụp ảnh khỏa thân. Hắn đưa cậu bé về nơi hắn đang sống, nơi mà bà nội hắn đang ngủ ở trên lầu. Tại đây, hắn đã chuốc thuốc mê cậu bé và làm những điều kinh khủng. Việc giết người và phi tang với hắn đã trở nên dễ dàng hơn. 2 tháng sau, hắn tiếp tục ra tay. Ngày 24 tháng 3 năm 1988, nạn nhân thứ tư là Richard Guerrero, 25 tuổi. Vẫn là tìm người tại các tụ điểm ăn chơi cho người đồng tính. Hứa trả $50 để dụ người đó về nhà bà nội. Tại nhà bà, Jeffrey chuốc thuốc ngủ nạn nhân,
sát hại và làm những điều kinh khủng ngay sau đó. Tất nhiên là hắn đã không dừng lại. 6 tháng sau, vào ngày 25 tháng 9 năm 1988, Jeffrey Dahmer đã chọn được nạn nhân thứ 5 cho mình. Tuy nhiên, vụ án này là một sai lầm. Jeffrey Dahmer gặp gỡ và dụ dỗ Anu Sinthasongphong, người Lào mới 13 tuổi, vẫn là cách cũ, dụ dỗ với số tiền 50 đô để theo hắn về nhà. Khi về đến nhà, hắn bỏ thuốc và đồ uống của nạn nhân như mọi lần. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu bé 13 tuổi dù đã bị uống thuốc ngủ, nhưng vẫn vùng lên và chạy thoát về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Jeffrey Dahmer đã bị bắt ngay sau đó với tội danh tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Lần này, hắn thực sự bị kết án 1 năm tù cộng với 5 năm tù treo. Có nghĩa là hắn phải đi tù trong 1 năm và bị theo dõi trong 5 năm với tội danh dâm ô trẻ vị thành niên. Hắn bị kết án vào tháng 1 năm 1989. Phiên tòa đã bị hoãn trong 5 tháng, đến tháng 5 năm 1989 mới thi hành án. Khoảng thời gian này đã xảy ra một sự kiện thể hiện được sự ngông cuồng hết thuốc chữa của tên sát nhân. Giữa lúc chờ bị chính thức đi tù, vào ngày 20 tháng 3 năm 1989, Jeffrey được cho về nhà để nghỉ lễ phục sinh với gia đình trong vòng 10 ngày. Hắn đã thực hiện vụ án thứ 6 của mình trong khoảng thời gian này. Ngày 25 tháng 3 năm 1989, nạn nhân là Anthony Shears, một người mẫu đồng tính trẻ đầy triển vọng. Jeffrey đã nói, nạn nhân này có sức hút rất đặc biệt với hắn. Hắn đã ra tay bất chấp tình thế đang rất nhạy cảm của bản thân, đang bị giám sát và sắp phải đi tù. Nhưng Jeffrey Dahmer vẫn không thể kiềm chế được bản tính ác quỷ của mình. Hắn đã dụ nạn nhân về nhà mình, chuốc thuốc mê và làm những điều vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Ta có thể thấy được sự điên loạn, thèm giết chóc đến hết thuốc chữa của Jeffrey. Hắn chỉ được thả ra có 10 ngày để nghỉ lễ với gia đình. Vậy mà hắn đã vội vàng sát hại được thêm một mạng người trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Rồi tháng 5 năm 1989 ấy, hắn đi tù 1 năm, được thả ra vào tháng 5 năm 1990. Jeffrey lúc này, theo lý thuyết, vẫn đang mang trên mình tội danh dâm ô trẻ vị thành niên và sẽ bị theo dõi trong 5 năm tới. Sau khi ra tù, hắn chuyển tới căn hộ số 213 ở khu chung cư Oxford phía bắc Milwaukee. Jeffrey Dahmer, ngay sau khi ra tù, lập tức biến căn hộ mới thuê này thành một địa ngục trần gian thật sự, một lò mổ người đúng nghĩa đen. Việc phải đi tù không khiến tên điên này hối hận và sửa sai. Hắn dường như còn nuôi dưỡng và kìm nén ham muốn giết người trong khoảng thời gian ở tù, chỉ đợi ngày thoát ra để thực hiện. Và chuỗi ngày tháng kinh hoàng bắt đầu. Ngày 14 tháng 5 năm 1990 là ngày hắn được ra tù. Ngày 20 tháng 5 năm 1990, Jeffrey Dahmer thực hiện vụ án thứ 7. Nạn nhân là Raymond Smith, cách thức cũ, hứa sẽ trả 50 đô để dụ về nhà, chuốc thuốc mê rồi sát hại và phi tang một cách tàn nhẫn. Hắn đã mua một chiếc máy ảnh chụp hình lấy liền và bắt đầu có sở thích chụp hình những nạn nhân trước và sau khi bị sát hại. It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. Sang tháng sau, vào tháng 6 năm 1990, nạn nhân là Edward Smith cũng bị sát hại và làm những điều kinh tởm. Chưa đầy 3 tháng sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 1990, nạn nhân là Ernest Miller bị hắn sát hại. Hắn đã bắt đầu có những hành vi giữ lại một số thứ trong tủ lạnh để sử dụng. 3 tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, Jeffrey tiếp tục ra tay với nạn nhân David Thomas. Hắn nói đây là một nạn nhân mà hắn không có hứng thú lắm, nên đã phi tang hoàn toàn và không giữ lại thứ gì. Đây cũng là mạng người cuối cùng hắn tước đoạt vào năm 1990. Lúc này, Jeffrey Dahmer đã hoàn toàn trở thành một tên đồ tể bệnh hoạn, nghiện giết chóc. I even went so far as planning on setting up an altar, 10 different skulls and skeletons, as a sort of memorial. It's so bizarre and strange, it's hard to describe. A place where I could collect my thoughts and feed my obsession. Sang năm 1991 cũng là năm hắn ra tay điên cuồng nhất. Cùng đón xem sự điên cuồng ấy ở phần 3 nhé mọi người. Bây giờ ta sẽ tiếp tục nói một chút về tâm lý của tên sát nhân này. Về việc hắn yêu thích mổ xẻ đến nỗi nghiện giết người để được mổ xẻ, có một lý giải khoa học cho hiện tượng này. Một hội chứng tâm lý cực hiếm có tên là splanchophilia, có thể tạm dịch ra tiếng Việt là hội chứng hứng tình với nội tạng.
người mắc hội chứng này sẽ cảm thấy ham muốn tình dục khi thấy hoặc sờ vào nội tạng. Có thể vì vẻ sáng bóng, cảm giác mềm mại và cảm giác nhớp nháp của nội tạng. Những điều đó vô tình làm con người liên tưởng tới bộ phận sinh dục của phái nữ. Đây cũng chỉ là một vài giải thích sơ sài về hội chứng này, vì thật sự hội chứng này rất hiếm và không được nghiên cứu nhiều. Đây là giải thích khoa học duy nhất cho sự ham muốn bệnh hoạn tới tột cùng của Jeffrey Dahmer. Bên trên là những chi tiết thật sự được ghi nhận về Jeffrey Dahmer. Ta có thể đồng ý rằng hắn có một tuổi thơ không đầy đủ tình thương của ba và mẹ. Nhưng khi hắn lớn lên và trưởng thành, hắn đã tự lựa chọn việc trở thành một con quái vật tồi tệ. Bạn có thể thấy rõ hai vấn đề lớn của Jeffrey, đó là sự bất cần và sự ích kỷ. Hắn không bao giờ quan tâm đến hậu quả khi làm việc xấu, bỏ học, bỏ làm mà chẳng thèm nghĩ gì tới người ba đang giúp đỡ mình, xem thường pháp luật, liên tiếp phạm pháp, khoe thân và thực hiện những hành vi biến thái ở nơi công cộng. Thứ duy nhất hắn quan tâm là thỏa mãn ham muốn của bản thân. Nhiều người cứ đổ cho cái này cái kia đã khiến Jeffrey trở thành như vậy. Nhưng nếu ta chịu nghiêm túc nhìn lại, ta sẽ thấy tất cả các hành động của hắn đều là để thỏa mãn chính bản thân của hắn. Trong phim về Dahmer trên Netflix, đạo diễn đã khiến nhiều người cảm thấy hắn như một người cô đơn và không được xã hội thấu hiểu. Những điều trên vô tình đã chạm tới sự đồng cảm của nhiều người, nhưng đó hoàn toàn không đúng sự thật. Hắn cô đơn sao? Tất nhiên rồi, hắn đã giết tất cả mọi người xung quanh hắn mà. Hắn coi thường tất cả luật lệ của xã hội này, hắn gây nguy hiểm tới mọi người trong xã hội này, thì làm sao có thể hòa nhập được? Jeffrey Dahmer, với bản tính biến thái của mình, đã tự tách bản thân ra khỏi xã hội loài người, là một kẻ chống đối xã hội thuần túy, chứ không có chuyện hắn cô đơn và không được xã hội chấp nhận. Hãy để dành lòng tốt và sự thông cảm của bạn cho những người xứng đáng hơn. Jeffrey Dahmer hoàn toàn là một thành phần bất hảo không thể sửa chữa. Hắn cần được cách ly khỏi xã hội, chứ không cần sự thông cảm của mọi người. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. The intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're gonna be a minute. My partner's gonna get deloused at the station. Tên cảnh sát cười đùa, kỳ thị, trả cậu bé lại cho bạn trai đồng tính của nó. How old was the child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Are you positive? It's all taken care of, ma'am. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cảnh sát đã giải quyết cả sinh mạng của cậu bé ấy khi giao cậu ta cho con quái vật Jeffrey Dahmer. Nhờ có cảnh sát mà tên sát nhân đã tóm lại được một nạn nhân đã bỏ trốn thành công. Việc Jeffrey Dahmer là một con quái vật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng một số cảnh sát thời đó cũng là một thứ cặn bã không hơn gì hắn. Jeffrey là vấn đề lớn nhất, nhưng ngay sau đó là hàng loạt các vấn đề chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận, bên cạnh vấn đề về tình cảm gia đình và bệnh tâm lý mà mình đã từng nói. Còn có vấn đề về những cảnh sát thiếu đạo đức, về nạn phân biệt chủng tộc và nạn kỳ thị giới tính. Những thứ này đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để Jeffrey lộng hành, đặc biệt là ở sự tắc trách của cảnh sát thời đó. Video hôm nay sẽ khép lại vụ án này. Video sẽ có những ý kiến cá nhân của mình, bạn có thể đồng ý với mình hoặc không, không sao cả. Nhưng hãy xem tiếp vì nó hay đấy. Xin chào, mình là Bác Saber. Ở hai phần trước, chúng ta đã đi qua thời thơ ấu của hắn và đã đi qua 10 vụ án hắn ra tay. Trong số 10 vụ án ấy, 9 vụ án thành công trót lọt, 9 mạng người bị tước đoạt và bị hắn xúc phạm thi thể. Một người may mắn sống sót, đó là cậu bé người Lào, Anu Sintasongphong. Vì vụ án này mà hắn phải ngồi tù 1 năm. Ta cùng đến ngay với những vụ án tiếp theo, những vụ án vào năm 1991. Đây là khoảng thời gian tên sát nhân đã để sự khát máu lấn chiếm hết nhận thức của mình. Vụ án thứ 11, 12 và 13, lần lượt các nạn nhân là Curtis Charter, Errol Lindsay và Tony Hughes.
Thời gian xảy ra vụ án lần lượt là vào tháng 2, tháng 4 và tháng 5. Cả ba nạn nhân đều là người đồng tính, bị hắn dụ về căn hộ của mình, chuốc thuốc mê, sát hại, rồi làm những điều kinh tởm với thi thể. Hắn chụp lại nhiều hình ảnh quá trình ra tay, mà như hắn gọi là để tưởng nhớ hình ảnh của họ. Hắn phi tang nhiều thứ trong thùng acid và cũng giữ lại rất nhiều thứ thuộc về các nạn nhân ở bên trong căn hộ của mình. Nạn nhân Errol Lindsay là người đã bị hắn thử nghiệm một thí nghiệm, thứ mà hắn gọi là trạng thái zombie. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. Never did completely work. Tony Hughes là người mà Jeff sau khi ra tay đã để anh nằm trên giường trong hơn 3 ngày, đến mức không thể lâu hơn được nữa. Hắn mới thực hiện phi tang 3 ngày sau vụ án của Tony. Lúc này thi thể của Tony còn đang nằm trên giường. Hắn đã thực hiện tiếp vụ án thứ 14, và đây là vụ án rất đặc biệt. Hắn đã dụ về nhà cậu bé Conerac Sintasongphong, 14 tuổi. Bạn có thấy cái tên cậu bé này quen không? Cậu ta chính là em ruột của cậu bé người Lào đã chạy thoát được. Jeffrey đã dụ được Conerac Sintasongphong về nhà khi hứa cho cậu $50 để chụp ảnh. Khi về tới nhà, hắn chụp được hai tấm ảnh cậu bé đang mặc quần lót. Một tấm thì nằm kế bên bể cá và một tấm thì nằm trên ghế sofa. Sau đó Jeffrey chuốc thuốc Conerac khiến cậu bất tỉnh. Hắn không ra tay sát hại ngay mà thực hiện thí nghiệm zombie điên khùng của hắn lên cậu bé. Thực hiện xong, hắn ra khỏi nhà để đi mua thêm rượu. Các tình tiết trên cho ta thấy sự liều lĩnh đến khó tin của tên sát nhân. Hắn dám để một người còn sống nằm kế một thi thể mà không mảy may lo sợ người ấy sẽ trốn thoát và làm lộ ra tội ác của mình. Có lẽ Jeffrey lúc này đã quá quen với việc giết chóc đến nỗi mất hết sự cẩn thận khi thực hiện. Và đúng thật là nạn nhân ấy đã tỉnh lại rồi chạy thoát ra khỏi căn hộ. Nhưng do đang bị tổn thương trong não, cậu không thể nói, không thể đứng vững, hoàn toàn mất tỉnh táo. Phản xạ duy nhất còn sót lại bên trong cậu là cố gắng lê lết để trốn ra khỏi căn hộ ấy. Khi ra được ngoài đường trong trạng thái khỏa thân và mất tỉnh táo, Conerac gặp hai người phụ nữ là Cleveland và con gái của cô. Cô là người đã gọi điện thoại báo cảnh sát để giúp đỡ. And this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he is really hurt. Ngay lúc đang đứng chờ cảnh sát tới thì con quái vật Jeffrey Dahmer trở về. Hắn muốn bắt lại cậu bé. Cô gái nhất quyết không cho và chờ cảnh sát tới rồi bàn giao sự việc cho cảnh sát. Thế nhưng quyết định bàn giao cho cảnh sát không ngờ lại là một quyết định sai lầm. Hai tên cảnh sát là John và Joseph tới nơi. Jeffrey nói với cảnh sát rằng Conerac là bạn trai đồng tính 19 tuổi của hắn. Họ vừa cãi nhau và có hơi quá chén. Cảnh sát đã tin lời Jeffrey, đưa nạn nhân trở lại lên căn phòng địa ngục ấy. Tại đây, họ được Jeffrey cho xem hai tấm ảnh chỉ mặc quần lót của Conerac mà hắn vừa chụp hồi nãy. Hai tên cảnh sát lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của tên sát nhân. Cùng với sự kỳ thị người đồng tính, cảnh sát rời đi, chỉ để lại một câu căn dặn Jeffrey: hãy chăm sóc tốt cho Conerac. Jeffrey đã sát hại và làm những điều khủng khiếp với Conerac ngay sau đó. Sự lơ là, ngu ngốc đến khó tin của hai cảnh sát này là vì họ rất xem thường người đồng tính và người da đen. Các nạn nhân đa số là người da đen, đồng tính. Da đen là đã bị kỳ thị rồi, ở đây còn thêm việc đồng tính. Đó là lý do cảnh sát không hề quan tâm điều tra việc họ mất tích. Họ không tin và xem thường lời nói của cô Cleveland vì cô là người da đen. Họ tin lời của Jeffrey, thậm chí họ đã chửi cô gái câm mồm và biến đi khi cô phản đối việc họ dắt cậu bé trở lại lên phòng của Jeff. Họ còn kỳ thị người đồng tính và không muốn tiếp xúc nhiều với người đồng tính. Điều này dẫn tới việc họ lơ là trong tất cả các bước điều tra. Họ không xem ID của Conerac. Nếu xem, họ sẽ biết cậu là trẻ vị thành niên. Họ không điều tra Jeffrey. Nếu họ điều tra, họ sẽ biết hắn đang chịu 5 năm tù treo vì tội dâm ô trẻ em. Họ không kiểm tra căn phòng. Nếu ngó sơ qua, họ sẽ thấy ngay thi thể của Tony đang nằm trên giường hoặc nhiều thứ kinh dị đang nằm trong tủ lạnh. Sự kỳ thị đã che mờ mắt hai cảnh sát trong vụ án này và gián tiếp giết chết một mạng người vô tội. Một mạng người còn rất trẻ. Một mạng người mà đã chạy thoát ra ngoài. Rất đau lòng khi nghĩ tới những tình tiết trên.
Khi thấy rõ sự yếu kém của cảnh sát, Jeffrey biết được án phạt tù treo mà bản thân đang mang là chả có ý nghĩa gì. Dù hắn có không cẩn thận thì hắn cũng chả bị gì cả. Các vụ án 15, 16, 17 và 18 được hắn thực hiện. 4 vụ án, 4 mạng người trong khoảng thời gian chưa tới 1 tháng. Ngày 30 tháng 6, nạn nhân là Matt Turner. 5 ngày sau, ngày 5 tháng 7, nạn nhân là Jeremiah Weinberger. Gần 10 ngày sau, 14 tháng 7, nạn nhân là Oliver Lacey. Và chỉ 4 ngày sau, nạn nhân là Joseph Braderhoff. Nạn nhân Jeremiah cũng bị thử nghiệm zombie. Thay vì dùng axit loãng, hắn đã dùng nước sôi. Tất cả các thí nghiệm zombie của hắn nhằm mục đích khiến cho người ta mất ý thức, phục tùng hắn một cách tuyệt đối. Thế nhưng chưa có một thí nghiệm nào thành công. Tất cả những người mà hắn thí nghiệm đều mất mạng. Con quỷ Jeffrey đã trở nên mất kiểm soát. Hắn đã tự tin ra tay liên tục mà không còn quan tâm đến điều gì nữa. Thi thể này chưa phi tang xong, lại xuất hiện thêm thi thể khác ở trong căn phòng ấy. Và sự mất kiểm soát đó chắc chắn sẽ phải trả giá. Jeffrey Dahmer bị bắt khi cố thực hiện vụ án thứ 19. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1991, tức là sau vụ án trước chỉ 4 ngày, hắn đã dụ được anh J.C. Edwards về căn hộ để chụp ảnh và đổi lấy 100 đô. Hắn đã không chú thuốc mê nạn nhân mà lén còng tay anh ta. Anh ta phản ứng và chiếc còng chỉ còng được vào một tay. Jeffrey quay sang dùng một con dao to để khống chế nạn nhân. Anh J.C. Edwards dù rất sợ hãi nhưng cũng tỉnh táo và thực hiện các hành vi chiều theo ý của tên sát nhân. Anh ta lặp đi lặp lại rằng sẽ không bỏ rơi Jeffrey. Đây là một hành động rất thông minh vì Jeff rất khó chịu với việc bị bỏ rơi. Suốt 5 tiếng đồng hồ chiều chuộng tên biến thái để giành giật lấy sự sống cho bản thân. Cuối cùng, và một phút giây mất cảnh giác của tên sát nhân, J.C. vùng lên, đấm Jeffrey khiến hắn bị choáng. Anh nhanh chóng mở được cửa chính và chạy thục mạng ra ngoài. Anh ta đã lập tức quay lại và dẫn hai cảnh sát đến nhà Jeffrey Dahmer. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện trong học bàn được sắp hình ảnh kinh dị, chính chủ là Jeffrey chụp, khống chế và bắt được con quái vật khát máu. Jeffrey Dahmer thừa nhận tất cả tội ác một cách trung thực. Hắn thường giữ lại ID của những người mà hắn giết, nên cảnh sát cũng dễ để xác định. Tất cả là 19 vụ án, 2 người thoát chết, còn lại 17 người đều bỏ mạng. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I'm so very sorry. I deserve whatever I get because of what I have done. Tuy giết 17 người, nhưng hắn chỉ bị kết án 16 án chung thân. Vì ở vụ án thứ 2 khi giết người ở trong khách sạn, hắn đã khai rằng không cố ý và không nhớ gì cả. Cũng không tìm được bất cứ bằng chứng gì của vụ án ấy. Nhưng dù là 16 hay 17 án chung thân, thì kết quả vẫn vậy. Hắn vẫn sẽ ở tù đến hết cuộc đời và không gây hại thêm cho ai được nữa. Nhưng hắn sẽ sống trong tù đến hết đời chỉ khi hắn không gặp Christopher Scarver. Những tội ác chống lại loài người của Jeffrey khiến hắn phải chịu rất nhiều nguy hiểm ở trong tù. Và tháng 7 năm 1994, Jeffrey bị một tù nhân cứa cổ bằng một lưỡi dao cạo, nhưng vết thương không sâu lắm, hắn đã thoát chết. Đến tháng 11 năm 1994, Jeffrey gặp Christopher Scarver. Jeffrey Dahmer cùng Christopher và một phạm nhân khác là Jesse Anderson, cả ba cùng nhau dọn vệ sinh phòng tập tạ ở trong tù. Ngay lúc các lính canh nhà tù đi ra ngoài và không quan sát, một mình Scarver đã giết hai phạm nhân làm việc cùng với hắn. Christopher Scarver đã dùng thanh sắt tay cầm của tạ để gây chấn thương nặng ở đầu và mặt cho Jeffrey và Jesse, dẫn đến cái chết của cả hai. Đây là một tên phạm nhân bị tâm thần rất nặng. Sau này khi người ta hỏi vì sao lúc đó hắn làm như vậy, hắn đã nói rằng hắn làm như vậy là vì bị hai tên đó trêu chọc. Hắn ghét Jeffrey vì Jeffrey đã chế nhạo các bạn tù bằng cách nặn thức ăn thành các hình cơ thể người, còn thêm tương ớt trang trí để làm máu. Một lý do được cho là vớ vẩn của một kẻ tâm thần. Có vẻ là hắn ghét việc Jeffrey Dahmer thích thể hiện mình là kẻ ăn thịt người ở trong tù. Và hành động giết người đó, theo mình, nó chỉ đơn giản là hành vi mất kiểm soát của một kẻ tâm thần. Có một chi tiết thú vị ở cái chết của Jeffrey Dahmer. Hắn đã bị đánh chết bởi một tay cầm cục tạ. Mạng người đầu tiên của Jeffrey ra tay vào năm 18 tuổi. Hắn cũng dùng một miếng tạ để đánh chết nạn nhân. Thứ hắn dùng đã bắt đầu, trùng hợp thay, cũng là thứ đã kết thúc mọi chuyện. Ở phần 2 ta biết được hắn là một kẻ mắc chứng hứng tình với nội tạng. Ở phần 1 ta cũng biết tới chứng rối loạn nhân cách ranh giới, BPD,
của Jeffrey. Nói ngắn gọn thì đó là một kiểu ám ảnh về việc bị bỏ rơi. Hôm nay ta sẽ thêm vào hai chứng rối loạn tâm thần khác mà các nhà tâm lý cho rằng Jeffrey cũng đang mang trong mình: rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD và rối loạn nhân cách phân liệt SCPD. Về OCD, người mắc có những suy nghĩ tái diễn, kéo dài và không mong muốn. Đối với Jeffrey là những suy nghĩ về việc giết chóc. Bệnh nhân OCD cảm thấy bị thôi thúc thực hiện các hành vi để làm giảm bớt hoặc ngăn ngừa tình trạng lo âu mà sự ám ảnh gây ra. Đối với Jeffrey là sự thôi thúc phải giết người. Hầu hết những người bệnh đều nhận ra ở một mức độ nào đó rằng niềm tin của họ là không thực tế. Giống với Jeffrey là hắn luôn hiểu giết người là sai trái, nhưng hắn vẫn làm vì hắn có một sự thôi thúc mà hắn nói là không thể diễn tả được bằng lời. I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. Depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being seems to make it easier to do things you shouldn't do. I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do have the old compulsions. Vì những dấu hiệu rất hợp lý, nên các nhà nghiên cứu cho rằng Jeffrey mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế với việc giết chóc. Điều này giải thích phần nào cho việc hắn luôn miệng nói là bản thân hiểu nhưng không thể dừng lại được. Về rối loạn nhân cách phân liệt SCPD, người mắc SCPD có thể gọi là người lập dị, những người không có mong muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với người khác, không có bạn bè thân thiết hoặc người bạn tâm tình. Người mắc SCPD cũng không bận tâm bởi những gì người khác nghĩ về họ, dù là tốt hay xấu, bởi vì họ không nhận thấy các dấu hiệu thông thường của sự tương tác xã hội. Họ dường như lạc lõng và biệt lập với xã hội, hoặc chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nguyên nhân của SCPD là có những người chăm sóc lạnh lùng về cảm xúc, bỏ rơi và không gắn bó trong giai đoạn thời thơ ấu. Ta có thể thấy những biểu hiện và nguyên nhân của chứng rối loạn này phù hợp gần như hoàn toàn với Jeffrey Dahmer, và người bị SCPD cũng thường kéo theo mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Tâm lý tên sát nhân này luôn là một trường hợp dị biệt. Các nhà tâm lý còn phỏng đoán nhiều chứng rối loạn tâm thần khác nữa, nhưng mình chỉ đề cập 4 loại trên mà mình cho là hợp lý và dễ hiểu, để chúng ta hiểu được phần nào đó các vấn đề tâm lý phức tạp trong bộ não của tên sát nhân, qua đó có thêm kiến thức về các căn bệnh tâm lý nguy hiểm. Biết đâu một ngày nào đó, những kiến thức về các căn bệnh tâm lý này sẽ có ích. Chi tiết cuối cùng về bản chất của Jeffrey: hắn từng được chẩn đoán là không mắc chứng thái nhân cách, nhưng theo các nhà tâm lý học ngày nay, theo bác sĩ tâm lý Grande, chắc chắn hắn là một tên thái nhân cách. Hắn có đủ gần như tất cả các đặc điểm của một psychopath. Theo kênh YouTube chuyên phân tích về ngôn ngữ cơ thể Observe, họ đã phân tích các video phỏng vấn và thấy rất rõ Jeffrey không có khả năng cảm thấy hối hận về những việc đã làm. Đôi lúc hắn có biểu hiện của sự xấu hổ qua những cử chỉ, nhưng hối hận thì không. Hắn biết đó là tội ác, nhưng hắn không cảm thấy là mình có tội. Vậy tổng hợp lại cả vụ án lớn, ta có nhân tố chính gây nên tội ác là tên sát nhân thái nhân cách Jeffrey Dahmer. Hắn mang trong đầu một mớ hỗn độn các vấn đề về tâm lý phức tạp, khác thường và tàn bạo. Bên cạnh đó là các vấn nạn cảnh sát bẩn, nghiệp vụ kém, phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính. Những vấn nạn đó đã tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho tên sát nhân trên quá trình gieo rắc nỗi đau. Hãy luôn ghi nhớ và sửa đổi những vấn nạn trên, vì đã có 17 mạng người phải chết để đổi lại các bài học ấy. Người nhà các nạn nhân luôn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về mọi mặt. Cũng may là họ đã tìm được công lý cho những người họ yêu thương. Việc tử tế nhất ta có thể làm là cầu chúc cho họ sẽ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này. Mình không ghét bộ phim về Jeffrey trên Netflix, thậm chí đó là một trải nghiệm điện ảnh hay đối với mình. Nhưng mình rất không thích cái cách mà nó khiến cho một bộ phận không nhỏ những người thiếu nhận thức trở nên hâm mộ Jeffrey Dahmer. Đã có hàng loạt hội hâm mộ hắn được thành lập sau bộ phim và do bộ phim mà ra. Mình cho rằng
phim đã làm không tốt ở việc lường trước được hậu quả mà phim mang lại. Vậy nên mình đã cố sửa đổi cái sai giùm họ khi cho mọi người thấy sự ghê tởm thật sự của Jeffrey Dahmer. Hy vọng những video của mình có thể giúp được ai đó đang có ý thần tượng con quái vật này có thể suy nghĩ lại. Còn về việc hắn bị giết ở trong tù, với mình nó chả có ý nghĩa gì cả. Mình thậm chí còn không thích cái kết ấy. Nhiều người nói kẻ giết hắn là hiện thân của công lý, mang lại cái kết xứng đáng hắn phải nhận. Với cá nhân mình thì mình không nghĩ như vậy. Kẻ giết Jeffrey cũng là một tên giết người tâm thần giống như Jeffrey Dahmer vậy. Đều là những thành phần nguy hiểm, cần được cách ly khỏi xã hội này. Chả có cái kết nào là xứng đáng với từng ấy tội lỗi của Jeffrey Dahmer. Việc cách ly hắn cả đời ở trong tù khiến một tên nghiện giết người không thể thỏa mãn được cơn nghiện nữa mới là cái kết mà mình ủng hộ. Và cái kết đó cũng thể hiện được là chúng ta hơn bọn sát nhân rất nhiều. Chúng ta con người hơn. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hy vọng mọi người sẽ thích cái kết của vụ án này. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Mình có hãng thời trang truyền tải thông điệp. Hãy ghé thăm và ủng hộ mình nếu bạn thấy thích các sản phẩm của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một video khác. Cảm ơn. Mình là bác Sây Bậc. Có một tên sát nhân ở Mỹ được FBI phỏng đoán là đã giết hơn 50 mạng người, một số lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, trong danh sách những tên sát nhân tồi tệ nhất nước Mỹ, danh sách những tên giết người hàng loạt thường không xuất hiện tên này. Điều đó là vì cảnh sát đã bất lực trong việc kết tội hắn. Tên sát nhân này đã thể hiện rất rõ hắn là kẻ giết người hàng loạt, nhưng cảnh sát có cố gắng đến mấy cũng không tìm ra được thi thể của các nạn nhân và không tìm ra những bằng chứng đủ mạnh để khép tội hắn ở trên tòa án. Vì lo sợ con quỷ này có thể được thả tự do, cảnh sát đã làm một điều tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim Hollywood. Họ đã giao kèo với một tù nhân khác, nếu như anh ta chịu làm tay chồng cho cảnh sát ở trong tù, tìm cách làm bạn với tên sát nhân, rồi từ đó khai thác thông tin từ hắn, lấy được bằng chứng cho cảnh sát, anh ta sẽ được thả tự do. Cảnh sát muốn một tội phạm ma túy lấy công chuộc tội, giúp cảnh sát tìm bằng chứng. Một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong kịch bản của các bộ phim hành động, nhưng đã xảy ra ở ngoài đời thật. Và thật sự là đã có một cuộc chiến giữa thiện và ác ngay bên trong nhà tù ấy. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn chứng kiến tội ác và sự gian xảo của sát nhân Larry Hull và tìm hiểu lý do vì sao cảnh sát lại phải giao kèo với Jimmy Keen, một tội phạm theo phe chính nghĩa và một tên ác quỷ khát máu sẽ đối đầu với nhau trong vụ án này. Xin chào, mình là Bass Saber. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Đêm 29 tháng 3 năm 1993, Tricia Riddler, 19 tuổi, được thông báo mất tích. Cô gái trẻ xinh xắn là sinh viên của trường đại học IW ở Marion, Indiana. Cô gái được thấy lần cuối là khi đi đến một siêu thị gần ký túc xá để mua lon nước ngọt và một quyển tạp chí. Sau đó cô rời siêu thị và đi bộ về lại ký túc xá, rồi mất tích từ đó. Rất nhiều nỗ lực để tìm tung tích của cô gái nhưng chưa từng mang lại kết quả. Cô gái xinh đẹp xấu số đã không bao giờ có thể trở về nhà. I say hello to this picture every morning. I say good morning every morning. I look at that and I can hear her say, "Hi mom." Hai tuần sau, ở cùng khu vực đó, có hai nữ sinh bị một chiếc xe tải màu nâu có sọc màu nâu nhạt bám theo. Họ báo cho bảo vệ của trường
người bảo vệ đã chặn được chiếc xe và gặp Larry Hall, một tên thanh niên với một bộ râu rất dị. Hắn nói với bảo vệ rằng đang đi tìm nhà có một người bạn, nên bảo vệ cũng không có cách nào khác ngoài việc thả hắn đi. Tuy vậy, sau đó người bảo vệ đã nhận ra địa chỉ nhà mà tên Larry này nói là địa chỉ giả. Đây là lần đầu tiên ghi nhận cái tên Larry Hall xuất hiện. 6 tháng sau, ngày 20 tháng 9, Jessica Roach, mới 15 tuổi, được thông báo mất tích. Nhà cô gái trẻ ở một vùng nông thôn thuộc Illinois. Jessica Roach được cho là mất tích khi đang trên đường đạp xe đạp về nhà. Một tài xế xe buýt đã phát hiện chiếc xe đạp ấy bị bỏ lại ở ven đường gần nhà cô gái. Ngày 20 tháng 9 là lúc cô gái mất tích, thì vào 2 tháng sau, vào tháng 11, một người nông dân làm việc trên cánh đồng ngô đã kinh hoàng khi phát hiện ra một thi thể người đang phân hủy và không có phần. Cảnh sát địa phương cho rằng đây là thi thể của Jessica Roach đang mất tích, nhưng rất khó để chứng minh vì thi thể ấy đang ở tình trạng rất tệ và bị thiếu sót. Tuy nhiên, mẹ của Jessica đã cung cấp một thứ rất đáng kinh ngạc. Lúc con gái của bà học tiểu học, đã có lần những cảnh sát đến trường của các bé để thực hiện tiết giảng dạy về pháp luật. Trong tiết dạy đó, mỗi đứa trẻ đều được lấy dấu vân tay để làm kỷ niệm. Và kỳ diệu thay là mẹ của Jessica Roach vẫn giữ tấm thẻ vân tay của cô bé ấy đến tận ngày hôm nay để cung cấp cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức đối chiếu dấu vân tay của thi thể. Thật đau lòng khi kết quả là trùng khớp. Vậy là chính người mẹ đã tìm thấy con gái nhỏ của mình, nhưng là một cuộc đoàn tụ với rất nhiều nỗi đau. Các giám định pháp y không đưa ra bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chỉ có duy nhất một thông tin: có một người nông dân đã thấy một chiếc xe khả nghi đậu ở cánh đồng ngô, một chiếc xe tải màu nâu, có sọc màu nâu nhạt. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân, đa số là từ các cô gái trẻ, thông báo rằng bị một chiếc xe tải màu nâu có sọc bám theo quấy rối. Chiếc xe này cùng chủ nhân của nó đã bám theo nhiều cô gái, chọc ghẹo và mời gọi họ lên xe. Hơn 4 năm lần cảnh sát đã được nghe về chiếc xe đó, vậy là họ quyết định tìm và điều tra. Cảnh sát tìm ra rồi bắt Larry Hall và lục soát chiếc xe tải của hắn. Mặt mũi và ngoại hình của tên này toát ra một vẻ khờ khạo giống như một đứa trẻ vậy, nhưng những thứ bên trong xe của hắn đã khiến cảnh sát bàng hoàng. Trong xe có một con dao đi săn cỡ lớn, mặt nạ trượt tuyết, dây thừng, băng keo, nhiều sợi thắt lưng, nhiều bao cao su. Những thứ này là một bộ đồ nghề đầy đủ của một tên bắt cóc cưỡng hiếp, không thiếu một vật dụng gì cả. Không dừng lại ở đó, các tài liệu ở trong chiếc xe còn đáng lo ngại hơn. Ở phía bên trong xe tải, hắn dán khắp trên thân xe các tờ giấy tìm người thất lạc của cô gái Tricia Riddler. Đó là cô sinh viên đại học mất tích mà chúng ta đã nhắc tới ở đầu video. Hắn dán hình cô ta khắp bên trong xe, còn vẽ bậy lên các tấm hình. Cảnh sát còn tìm được nhiều tạp chí khiêu dâm. Có nhiều quyển tạp chí đã bị hắn vẽ bậy lên. Hắn vẽ các thòng lọng vào cổ, vẽ thêm máu vào khóe miệng của các tấm hình. In those pictures, he had drawn what looked like a rope or a belt around the neck of one of the plant on the left side of the mouth. He had drawn blood. Tới đây, cảnh sát coi Larry Hall như đối tượng tình nghi lớn nhất. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào đủ mạnh để bắt hắn. Họ bèn bắt hắn vì tội dùng biển số xe giả, sau đó tra hỏi về vụ án của Jessica Riddler, vụ án mà hắn đã dán hình đầy bên trong xe. Larry Hall bỗng nhiên thừa nhận mình là hung thủ, rồi chỉ chỗ giấu xác cho cảnh sát. Tuy nhiên, bất ngờ là khi cảnh sát tới đó, không thể tìm ra một cái xác nào cả. Điều này khiến cho lời thú tội giết người của Larry Hall không còn giá trị. Bộ dụng cụ dùng để bắt cóc chuyên nghiệp trên xe của hắn khi ra tòa thì chỉ là những dụng cụ hàng ngày bình thường, không phải là bằng chứng. Lúc đó chỉ có thể xem hắn như một tên biến thái thích gây sự chú ý, thích nhận bừa bãi mình là hung thủ giết người. Thế là cảnh sát đã phải thả hắn ra. Liệu Larry Hall có thật sự là một tên khờ, thích gây sự chú ý như hắn thể hiện? Qua chi tiết cố tình nhận tội rồi chỉ sai chỗ giấu xác để thoát tội, mình thấy hắn là một tên gian xảo đến đáng sợ. Vậy tên Larry Hall này là ai? Larry Hall có một người anh em trai song sinh là Gary Hall. Hai anh em sống cùng ba mẹ ở Wabash, Indiana. Tuổi thơ của Larry Hall không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Cha của hắn là một người làm nghề đào mộ. Có thể vì công việc ghê rợn nên ông ta thường xuyên say xỉn, và ông còn dắt theo Larry Hall đến nghĩa trang để làm việc cùng. Người cha được hàng xóm miêu tả là một kẻ chống đối xã hội, nghiện rượu và bạo lực.
Sau này ông ấy đã bị đuổi việc vì thường xuyên say xỉn, cho nhầm các thi thể vào phần mộ của người khác. Người mẹ của Larry Hall cũng được cho là một người bạo lực và có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Lớn lên trong một gia đình như vậy, thường xuyên cùng cha tiếp xúc với các xác chết, có lẽ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm lý của Larry Hall. Ở trường học, hắn được miêu tả là một học sinh lập dị với chỉ số IQ rất thấp. Khi lớn lên, Larry Hall và người anh em song sinh của mình có một sở thích hơi khác người, đó là tham gia vào các nhóm tái hiện nội chiến. Nó hơi giống với cosplay của Nhật Bản, tái hiện nội chiến như một thú vui hóa trang, đóng kịch lại các trận chiến ngày xưa ở Mỹ. Nhóm người tham gia tái hiện nội chiến sẽ cùng nhau đi khắp nước Mỹ, đến các địa điểm mà ngày xưa có chiến tranh thật và diễn lại các cảnh chiến đấu cùng nhau. Bộ râu kỳ lạ của Larry Hall là do bắt chước một vị tướng thời nội chiến. Đây rõ ràng là một sở thích lớn của Gary Hall, và cùng với sở thích này, hắn đã có dịp lái xe khắp nước Mỹ và ra tay gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp những nơi hắn đi qua. Vậy là ta đã biết được sơ lược về Larry Hall. Sau đây là cách mà cảnh sát đã bắt và nhốt hắn vào tù. Như chúng ta đã biết thì Larry Hall đã được thả ra một lần do cảnh sát không có đủ bằng chứng. Tuy nhiên họ vẫn âm thầm điều tra. Cảnh sát biết được sở thích tái hiện nội chiến của hắn. Họ điều tra được rằng có một cuộc tái hiện nội chiến vào cùng khoảng thời gian và cũng gần với khu vực mà Jessica Rose bị sát hại. Thêm cả thông tin có người thấy chiếc xe tải màu nâu sọc xuất hiện ở gần hiện trường vào ngày hôm đó. Họ nghi ngờ Larry cũng liên quan tới cái chết của cô bé Jessica Rose 15 tuổi. Họ lập tức thực hiện buổi phỏng vấn thứ hai. Buổi phỏng vấn lần này cũng rất đặc biệt. Larry Hall tỏ ra nhút nhát như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Tuy nhiên sau khi thấy ảnh của cô gái Jessica Rose, hắn phản ứng rất mãnh liệt và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Ngay lập tức, một nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp đã làm dịu tình hình bằng cách đưa ra một gợi ý rất hay. Ông ta nói với hắn rằng hãy kể về những giấc mơ tồi tệ của hắn đi. Larry Hall như được dịp thể hiện, hắn khai rằng đã mơ thấy bản thân bắt cóc Jessica, làm những chuyện ấy với cô bé mới 15 tuổi. Hắn còn miêu tả chi tiết những việc làm cực kỳ khủng khiếp với cô gái. Nó khủng khiếp tới mức mình không thể kể ra ở đây. Sau khi kể hết với cảnh sát thì hắn nhắc lại: đây chỉ là tôi nằm mơ, chứ tôi không hề làm gì cả. Cảnh sát lúc này gần như chắc chắn hắn là con quỷ giết người. Nhưng lại lần nữa, họ không có bằng chứng đủ mạnh để cho hắn vào tù. Không thể để thua tên sát nhân gian xảo, cảnh sát địa phương đã huy động cả FBI vào cuộc để tìm cách bắt được tên sát nhân này. FBI cuối cùng đã tìm ra bằng chứng đủ để bỏ hắn vào tù. FBI đã lục soát hai chiếc xe tải và nơi ở của Larry Hall. Họ thu được các bằng chứng mấu chốt là một tấm bản đồ khu vực Indiana. Trên đó được hắn vẽ các chấm đỏ. Chấm đỏ ấy chính là vị trí Jessica Rose bị sát hại và vị trí thi thể của cô bị bỏ lại. Đáng nói hơn, họ còn thu được các ghi chép của Larry Hall. Hắn đã viết lại các ghi chú và kế hoạch ra tay bắt cóc giết người rất chi tiết. Hắn viết rằng mua thêm hai tấm bạc ni lông che phủ bên trong xe, lau sạch thảm, tìm các vết máu, không tiếp xúc cơ thể, mua bao cao su, mua thêm hai thắt lưng da, tìm một đối tượng ngay bây giờ. Hắn còn lên một danh sách những nơi có thể theo dõi và bắt cóc phụ nữ. Trong đó hắn có ghi: ở Marion thì cạnh khuôn viên trường IW, nhiều người đi theo đường 44 và 43. Thật đau lòng khi ta nghĩ tới vụ án của Trisha Riddler. Cô đã bị mất tích ngay khu vực đó. FBI cũng đã thu được một lọ thuốc tránh thai được kê theo đơn bác sĩ, thuộc về một người phụ nữ khác cũng đang mất tích, chứng tỏ rằng hắn còn liên quan tới nhiều vụ mất tích khác nữa. Một chi tiết quan trọng nữa chính là việc Larry kể về Jessica Rose. Hắn nói rằng cô đang đạp xe đạp. Chi tiết đạp xe đạp ấy là tuyệt mật, chỉ có cảnh sát và kẻ sát nhân mới biết được. Các bằng chứng trên cộng với lời khai của Larry Hall, cuối cùng cảnh sát và FBI cũng chiến thắng trên phiên tòa. Kết tội được Larry Hall đã bắt cóc và giết hại Jessica Rose. Hắn bị kết án chung thân và bị nhốt tại một nhà tù chuyên chứa các tội phạm có vấn đề tâm lý. Còn vụ án của Jessica Riddler và nhiều vụ án nghi ngờ khác vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận. Người nhà của các nạn nhân vẫn ngập chìm trong những nỗi nhớ nhung, đau buồn. As a parent, there's the part that you let her down and that you want to find her and you want to bring her home and you can't. I mean, we've done pretty much
pretty much physically everything that we can to find her. And there's somebody out there that holds that one answer for us. Yeah, he confessed, he recanted. He confessed, he recanted. Without a body, it's just another possibility. Tuy công lý thật sự vẫn chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất cũng tống được tên sát nhân Larry Hull vào tù với một bản án chung thân. Đó là cảnh sát nghĩ vậy. Nhưng không, tên sát nhân tưởng chừng khờ khảo với IQ thấp này, thật ra lại nguy hiểm một cách đáng sợ mà cảnh sát không thể ngờ tới. Hắn và luật sư đã xin được tòa xét xử lại. Các luật sư của hắn cho rằng hắn quá khờ khảo nên đã bị cảnh sát ép cung. Cảnh sát đã ép hắn nhận tội. Còn những vật dụng cảnh sát thu được không đủ mạnh để khẳng định Larry Hull là kẻ giết người. Thế là hắn đã đạt được một phiên tòa xét xử lại trong vài tháng tới. Hiện tại thì hắn đang bị nhốt ở nhà tù, nhưng vài tháng nữa, rất có thể Larry Hull sẽ được tự do trở lại. Viễn cảnh mà hắn được thả ra đã ám ảnh các cảnh sát và những người tham gia vào vụ án này, vì họ biết chắc chắn rằng hắn là hung thủ nhưng không thể làm được gì. Vì vậy mà họ đã thực hiện một kế hoạch không khác gì các bộ phim hành động. Họ liên hệ với một tù nhân đặc biệt, một tù nhân bị kết án 10 năm vì tội buôn ma túy, Jimmy Keane. Nhiệm vụ của Jimmy là chuyển qua nhà tù nguy hiểm mà Larry Hull đang ở, tìm cách làm bạn với hắn và moi thật nhiều thông tin giúp cảnh sát. Nếu tìm ra được xác chết của Tricia Riddler, Jimmy sẽ được ân xá bản án 10 năm tù của mình. Vậy Jimmy Keane thực sự là ai mà nhận được lời đề nghị đặc biệt như vậy? Anh ta đã làm những gì? Cuộc chiến giữa thiện và ác ngay trong nhà tù sẽ diễn ra như thế nào và kết quả ra sao? Hãy cùng đón xem ở phần tiếp theo. Nó sẽ hấp dẫn đấy. Đâu phải cứ khờ khạo là không thể tàn ác. Larry Hull là một sát nhân rất dị. Hắn không thông minh, thậm chí có IQ rất thấp. Hắn còn phải liệt kê kế hoạch giết người ra giấy trước khi thực hiện chúng. Nếu dùng hai chữ khờ khạo để miêu tả tên này thì nó là đúng chứ không sai. Nhưng cũng là hắn, tồn tại chung với sự khờ khạo ấy là tính cách gian xảo, máu lạnh và cứng đầu đến tuyệt đối. Tên này cứ liên tục thừa nhận tội ác, kể ra các chi tiết mà chỉ có sát nhân mới biết, xong rồi sau đó lại rút hết lời khai trước tòa. Điều này khiến các luật sư bào chữa cho tên sát nhân được dịp đổ tội cho cảnh sát ép cung. Họ cho rằng cảnh sát đã bắt ép Larry Hull ký biên bản nhận tội. Nhờ vậy mà tên sát nhân này có được một phiên tòa xét xử lại. Hết cách, cảnh sát buộc phải tìm một người đặc biệt đã tiếp cận tên sát nhân này ở trong tù và moi thêm thông tin. Video này là cuộc đối đầu của Jimmy Keane và Larry Hull. Cuộc đấu trí của một tội phạm theo phe chính nghĩa và một tên sát nhân hàng loạt gian xảo, tàn bạo. Hãy cùng mình đi qua những tình tiết cuối cùng của vụ án ở phần 2 này. Xin chào, mình là Bass Saber. Jimmy Keane là ai mà đặc biệt đến như vậy? Lúc còn là một học sinh, Jimmy là chàng trai nổi bật nhất trường. Anh ta có vẻ ngoài thu hút, tài năng trong các môn thể thao và đặc biệt là có khả năng giao tiếp thượng thừa. Có thể dễ dàng lấy tình cảm từ bất cứ ai chỉ sau vài câu giao tiếp với nhau. Anh rất thân với bố của mình. Ông ấy rất tự hào khi có một người con tài giỏi như Jimmy. My dad generally sat up here in the corner over here. If I made a spectacular play, he would always give me the "You did good, son." Có tài năng, danh tiếng và có cả gia đình hoàn hảo, Jimmy dường như không thiếu thứ gì, hứa hẹn một tương lai sáng lạn cho chàng trai trẻ. Nhưng mọi chuyện tất nhiên là không diễn ra như vậy. Tài năng và tình cảm anh đều có. Cái Jimmy chưa có hiện nay chính là tiền. Anh ta đã chọn một con đường tắt để đến với sự giàu sang. Jimmy Keane dấn thân vào con đường buôn ma túy chết chóc. Chỉ vài năm ngắn ngủi, chàng trai trẻ đã có cả một đế chế ma túy của riêng mình. Khi mới 20 tuổi, Jimmy đã kiếm được khoảng 1 triệu đô mỗi năm. Đó là rất nhiều tiền, nhưng là những đồng tiền bẩn gây hại cho xã hội.
So I kept growing into it. And by the time I was 20 years old, I mean, I was sitting on top of a empire. Năm 1996, lúc này đế chế ma túy của Jimmy đã hoạt động được 15 năm. Vào một ngày tháng 11, cửa trước nhà Jimmy có tiếng lạch cạch. Theo sau đó là một cú nổ thổi bay cả cánh cửa. Boom! The whole door just blew off the hinges. And then they came flying in a straight file line with their guns drawn and their black uniforms. Các đặc vụ với trang bị tận răng ập vào khống chế, kết thúc con đường sai trái mà anh ta đang đi. Jimmy Kim dường như cũng đã mệt mỏi trên con đường làm tội phạm của bản thân. Anh ta thừa nhận mọi tội lỗi và lãnh án 10 năm tù. Sau khi vào tù, Jimmy được cho là nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới, với vẻ bề ngoài, sức khỏe và tài năng giao tiếp thượng thừa của một ông trùm ma túy. Jimmy Kim nhanh chóng được nhiều bạn tù quý mến và sống không quá khó khăn ở đây. Nhưng 10 năm vẫn là con số quá lớn với một người trẻ như Jimmy. Quay trở lại với vụ án về tên sát nhân Larry Ho gian xảo. Cảnh sát muốn tìm một người vào tù để lấy thông tin từ Larry Ho. Tên này cực kỳ gian xảo và cảnh giác. Hắn rất muốn được ra tù nên cực kỳ kín miệng. Nếu ai làm hắn nghi ngờ, chắc chắn hắn sẽ im lặng và tránh né một cách cứng đầu. Lúc này, cảnh sát nghĩ tới Jimmy Kim. Và đúng thật, anh ta là đối tượng hoàn hảo nhất cho kế hoạch. Vì đây là nhà tù rất nguy hiểm nên sẽ rủi ro khi gửi một cảnh sát vào. Nếu là Jimmy thì họ không cần lo lắng cho mạng sống của anh ta. Với lại anh ta cũng là một người có sức mạnh thể chất rất tốt. Khả năng giao tiếp tuyệt vời của Jimmy thì lại quá thích hợp để đối phó với một tên gian xảo như Larry Ho. Jimmy cũng còn rất trẻ và là người có tài. Cảnh sát tin rằng khát khao được tự do của anh ta rất lớn. Điều này sẽ khiến anh ta nghiêm túc với nhiệm vụ. Vậy là giao kèo được đưa ra cho Jimmy Kim. Anh sẽ được tự do nếu hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát giao phó. Nhiệm vụ của anh là chuyển qua nhà tù nguy hiểm của Larry Ho, bí mật làm bạn với hắn để moi thông tin. Quan trọng nhất là tìm được vị trí Larry Ho giấu các thi thể, đặc biệt là thi thể của Jesse Riddler. Đây là điều quan trọng nhất. Cảnh sát có nói rằng không có thi thể thì nhiệm vụ coi như không hoàn thành. Ban đầu Jimmy Kim đã từ chối lời đề nghị trên. Anh cho rằng việc chuyển qua đó và đối mặt với một tên sát nhân hàng loạt là quá nguy hiểm cho bản thân. Với lại anh cũng đang khá thoải mái ở nhà tù hiện tại. Tuy nhiên một sự kiện bước ngoặt đã xảy ra. Jimmy nhận được một cuộc gọi từ gia đình thông báo rằng người ba thân yêu của anh đang bệnh nặng. Jimmy Kim cuối cùng đã nghiêm túc nhận nhiệm vụ. Tất cả là vì mong muốn được về với ba của mình trong những ngày cuối đời. Và nhiệm vụ bắt đầu. Ngay lập tức, Jimmy Kim được chuyển qua nhà tù rất nguy hiểm, nơi đang giam giữ sát nhân hàng loạt Larry Ho và các tên tù nhân đặc biệt nguy hiểm khác. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn của Jimmy, hay anh sẽ bỏ mạng tại đây? Gạt đi những suy nghĩ ấy, anh phải tiếp tục, anh phải gặp lại được ba của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ này. Rồi chỉ vài giờ sau, anh cũng bắt gặp Larry Ho. Khi vào đây, Jimmy được cảnh sát dặn hãy tiếp cận từ từ vì tên Larry này rất cảnh giác. Nhưng với khả năng của mình, Jimmy biết phải làm gì. Ngay lần đầu gặp mặt, Jimmy đã cố tình huýt nhẹ vào vai của hắn rồi nói: "Hey, xin lỗi anh nha, tôi là người mới ở đây, anh biết đường tới thư viện không?" And I just reached over and I kind of slapped him on the shoulder and I said, "Thanks a lot, I appreciate that from a cool guy like you." Sau đợt gặp mặt chớp nhoáng, anh được Larry để ý một cách tự nhiên nhất. Các lần gặp sau cũng là những lời chào xã giao thông thường. "Hey, this is where I'm at. I said, are you in this area here?" And he goes, "Yeah, I'm right there." Rồi đến một ngày, Jimmy quyết định ra tay mạnh để lấy lòng tin của Larry. Hôm ấy là một buổi xem phim trong nhà tù. Tên Larry đang xem chương trình yêu thích của hắn. Bỗng một tên tù nhân to con vạm vỡ đứng lên, không nể nang ai và chuyển kênh của TV. Larry Ho bực mình nhưng bất lực lẩm bẩm: "Má, tao đang xem mà." Jimmy Kim chứng kiến mọi thứ, trong đầu anh lập tức nảy ra ý tưởng táo bạo. Anh ta lao lên và cho tên to con kia một trận đòn trước sự bất ngờ của Larry Ho. Mặc dù anh ta đã bị biệt giam ngay sau đó, nhưng Jimmy đã chiếm được lòng tin hoàn toàn từ Larry. Sau sự kiện, hai người nói chuyện nhiều hơn và có các buổi gặp mặt, ngồi ăn chung với nhau. Và quan trọng là Larry Ho đã bắt đầu kể những việc làm kinh tởm của hắn cho Jimmy nghe. Larry Ho đã kể chi tiết quá trình ra tay với Jesse Riddler, rất dã man. Và một chi tiết quan trọng đã được kể ra, Larry Ho sau khi ra tay với Jesse đã xếp gọn quần áo dính máu của cô gái
và để lại tại một góc của công viên. Đây là chi tiết quan trọng nhất có được từ khi Jimmy vào đây. Tín hiệu đang dần tốt lên, Jimmy tích cực tìm kiếm thứ quan trọng nhất, đó chính là vị trí của các thi thể. Có được vị trí, anh ấy sẽ nắm chắc tự do trong tay. Và rồi, thời cơ ấy đã đến không lâu sau đó. Một ngày kia, Jimmy đi tới xưởng gỗ của nhà tù. Anh thấy Larry Hall đang ở đó. Trên cái bàn trước mặt hắn là một tấm bản đồ của khu vực Indiana và Illinois. Trên tấm bản đồ là rất nhiều chấm màu đỏ. Ở cạnh tấm bản đồ là nhiều bức tượng hình chim đại bàng được làm bằng gỗ. Jimmy hỏi Larry về những bức tượng gỗ đó. Tên sát nhân nói rằng đây là những con đại bàng sẽ canh giữ linh hồn của người chết. And I says, wow, this is pretty cool. Did you make these? He says, yeah, I make them. And he goes, it's really cool, isn't it, Jim? He goes, they watch over the dead. Hắn sẽ gửi tấm bản đồ này cùng với những con đại bàng gỗ về cho người anh em sinh đôi của hắn ở nhà. Người anh em của hắn sẽ đặt những tượng đại bàng gỗ ở các vị trí trên bản đồ giúp hắn. Jimmy lập tức nghĩ rằng tấm bản đồ này cùng các chấm đỏ đó chính là vị trí mà Larry Hall giấu xác chết. Đó chính xác là thứ anh cần tìm để có được tự do. Tối hôm ấy, Jimmy King quyết định xả vai diễn. Anh dường như không thể chịu đựng được sự kinh tởm của Larry Hall lâu hơn được nữa. Jimmy trở mặt và nói với Larry bằng tất cả sự khinh bỉ. Mày là một thằng điên. Mày là loại người đáng khinh bỉ nhất trên cái hành tinh này. I told him that he was insane. I said that you are one of the most despicable forms of human life on this planet. Tưởng chừng như nhiệm vụ đã hoàn thành, Jimmy đã rất xuất sắc, nhưng anh đã phạm sai lầm ở ngay thời điểm cuối cùng. Sau khi chửi Larry Hall, Jimmy đã bị biệt giam trong mấy tuần liên tục. Khi liên lạc được với FBI thì đã quá muộn. Tấm bản đồ cùng những con đại bàng gỗ đều biến mất như nó chưa từng tồn tại. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm vị trí xác chết đã không được hoàn thành. Jimmy King đã thất bại ngay thời khắc quyết định cuối cùng. Vậy thì cái kết của Jimmy sẽ ra sao? Anh ta có được ân xá để về với người cha thân yêu, hay là phải tiếp tục án phạt 10 năm của mình? Ta sẽ biết được kết quả ở cuối video. Còn bây giờ là cái kết của sát nhân Larry Hall. Ở phần 1, ta đã biết Larry Hall bị kết án chung thân vì tội giết Jessica Rose. Các vụ án khác thì không đủ bằng chứng để kết tội hắn. Và sau đó, các luật sư của Larry Hall đã xin được một phiên tòa xét xử lại. Rồi ngày xét xử lại đã tới. Tin vui là công lý đã chiến thắng. Các luật sư của Larry Hall đã thua tàn tập trong phiên tòa ngày hôm ấy. Đặc biệt, hắn còn bị kết thêm tội giết Trisha Riddler bởi thông tin mà hắn đã kể với Jimmy. Thông tin về bộ quần áo đầy máu được xếp gọn gàng ở công viên. Cảnh sát đã thực sự tìm thấy bộ đồ ấy ở đúng vị trí mà hắn nói. Điều này chứng minh được hắn là kẻ giết người. Larry Hall lần nữa bị tống vào tù với án chung thân. Lần này thì không thể có vụ xét xử lại nào nữa. Tên sát nhân sẽ bị ngăn chặn và ở tù đến hết khoảng đời còn lại. Về Jimmy King, dù không thể hoàn thành nhiệm vụ được cảnh sát giao phó, nhưng sự hợp tác và những thông tin của anh cung cấp đã góp phần rất lớn tống được tên Larry Hall trở lại vào tù. Vì vậy, cảnh sát đã có một quyết định rất nhân văn. Họ cho Jimmy thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy để xem những lời anh nói có phải là sự thật. Anh ta đã vượt qua bài kiểm tra nói dối, chứng minh được khao khát tự do và sự nghiêm túc sửa đổi con người. Jimmy King cuối cùng đã nhận được cái kết không thể nào tuyệt vời hơn. Anh đã được về nhà với người ba thân yêu của mình. Ba của Jimmy sống được thêm 5 năm cùng con trai, rồi ra đi trong sự mãn nguyện. Jimmy cũng trở thành nhà văn và viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Vì những nội dung kịch tính nên câu chuyện ấy đã được dựng thành bộ phim Blackbird vào năm 2022. Jimmy vẫn luôn đấu tranh cho vụ án này đến tận ngày hôm nay. Nhờ cuốn sách của anh mà vào tháng 11 năm 2010, các nhà điều tra thực hiện thêm cuộc phỏng vấn với Larry Hall và hắn đã thừa nhận thêm nhiều vụ án nữa. Theo các nhà điều tra, con số có thể lên tới hơn 40 mạng người. Hắn đúng là một con quỷ thật sự. Cá nhân mình rất ấn tượng với câu chuyện về cuộc đời của Jimmy King. Bắt đầu là một hot boy đúng nghĩa trong trường học, sa ngã trở thành một ông trùm ma túy, rồi phải trả giá bằng 10 năm tù. Sau đó thì chuộc lỗi bằng cách liều mạng trở thành một đặc vụ ngầm của cảnh sát. Và cuối cùng lại thành một nhà văn thành công. Đây là một câu chuyện cuộc đời có đầy đủ thăng trầm và có một cái kết rất truyền cảm hứng. Nhìn vào nó, mình có thêm niềm tin vào con người hơn. That's all they can do is keep hoping.
glimmer of hope was a museum was involved here. Maybe it's something else we still need all around us. Maybe the things I've done and I'm still doing will still shine a light and give them hope at some point. Thế giới này luôn cân bằng mà. Một tên gian xảo cứng đầu như Larry Ho sẽ được cân bằng bởi một người có bản lĩnh thay đổi bản thân như Jimmy Kim. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng mọi người sẽ thích vụ án lần này. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Hãy ghé qua xem hãng áo thun của mình để mua nếu bạn thấy thích mình hoặc thích những sản phẩm của mình nha. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Mình là Bass Saber. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Green River Killer, sát nhân sông xanh. Tên sát nhân hàng loạt làm lu mờ những tên sát nhân hàng loạt khác ở số lượng vụ án hắn gây ra. Không ai có thể phủ nhận rằng Gary Ridgway chính là tên sát nhân hàng loạt hiệu quả bậc nhất trong lịch sử. Hắn như một cỗ máy giết chóc được lập trình không có một sai số, không điên loạn như Night Stalker, không thông minh như Ted Bundy, thậm chí IQ của hắn còn rất thấp. Vậy mà hắn đã hạ gục cả một đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nước Mỹ thời đó, được lập ra chỉ để bắt hắn, khiến cho họ phải giải tán trong sự chỉ trích nặng nề. Nhỡn nhơ sống nửa đời người ngoài vòng pháp luật và chỉ bị bắt khi tuổi đã xế chiều. Hắn thực sự là nỗi kinh hoàng của người dân và cảnh sát thời đó. Hôm nay trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu xem Green River Killer, sát nhân sông xanh là ai nhé. Xin chào, mình là Bass Saber. Số lượng xác chết kinh hoàng. Năm 1982, các xác chết lần lượt được phát hiện. Cái xác đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 15 tháng 7. Xác của Wendy Lee Caulfield, 15 tuổi, nổi trên dòng sông Green. Ngày 12 tháng 8, xác của Deborah Bonner, 22 tuổi, cũng trôi nổi trên sông Green. Ngày 15 tháng 8, một người đàn ông đi câu cá và phát hiện hai xác chết cùng một chỗ đang trôi nổi trên sông Green. Các xác chết đầu tiên này được phát hiện đều liên quan đến ngành gái mại dâm và đều trôi nổi trên sông Green. Chi tiết này là nguồn gốc của cái tên Green River Killer, sát nhân sông xanh của hắn. Sau khi phát hiện 4 cái xác, nỗi kinh hoàng thật sự bắt đầu. Các vụ mất tích và các xác chết bắt đầu được ghi nhận ồ ạt. Các cô gái mại dâm liên tục mất tích. Sang năm 1983, mọi thứ không dừng lại mà còn tệ hơn. Các cô gái mại dâm tiếp tục mất tích, một số thì tìm thấy xác. Sau này, số nạn nhân được ghi nhận tổng cộng là 49 mạng người. Tất cả đã chết dưới tay của hắn. Nhưng đó chỉ là số mạng người được ghi nhận. Con số khủng khiếp hắn từng thừa nhận lên tới 71 người. Do hắn gây án trong tận 20 năm trời, nên rất nhiều nạn nhân hắn không thể nhớ nổi. Và nhiều nhà điều tra cho rằng hắn có thể đã giết hơn cả 100 người. Bây giờ hãy cùng mình đến với hoàn cảnh của tên sát nhân.
Gary Ridgway, sinh năm 1947. Lúc nhỏ, hắn bị chứng khó đọc, nên việc học ở trường rất chật vật. Chỉ số IQ của hắn rất thấp, được cho rằng ở khoảng 80. Gary còn bị chứng đái dầm. Mẹ của hắn được cho rằng là một người phụ nữ rất hung dữ. Bà có lần đã đập vỡ một cái dĩa vào đầu của chồng mình. Mỗi lần Gary đái dầm, bà thường vừa vệ sinh cho hắn, vừa sỉ vả hắn rất thậm tệ. Điều này vô tình đã khiến Gary nảy sinh sự thù ghét mẹ mình và thù ghét phụ nữ từ rất nhỏ. I didn't really think I had an urge to kill her. I just wanted her to stop. And what did you want to do to her? I wanted her to stop being angry at me for not knowing how to. But she wasn't stopping. No, she wasn't stopping. Was she? No. She kept picking at you. She kept belittling you. Bố của Gary là một tài xế xe buýt. Ở nhà, ông ấy là một người nhịn vợ một cách dồn nén. Và khi ra ngoài, ông ấy trở thành một người nóng tính. Ông đặc biệt rất ghét những cô gái mại dâm trên con đường mà ông hay chạy xe buýt. Ông thường xuyên chửi họ, và điều đó đã ảnh hưởng tới Gary. Ta có thể thấy từ nhỏ, Gary Ridgway đã hình thành sự thù ghét phụ nữ do ghét mẹ mình và thù ghét gái mại dâm do bố mình ảnh hưởng. Lớn lên một chút, lúc học cấp 2, hắn đã bắt đầu bộc lộ sự bạo lực, bắt đầu giết các con vật nhỏ như chim và cả mèo. I killed a lot of birds, but one cat suffocated in his chest and shot babies at dogs. Những năm trung học là lúc hắn gây ra vụ án đầu tiên. Sau một buổi học, Gary Ridgway đã cầm dao đâm một đứa bé 6 tuổi mà hắn không hề quen biết. Hắn đâm sâu gây tổn thương gan của cậu bé. May mắn là cậu bé đã sống sót sau một thời gian dài điều trị. I stabbed a kid one time. Okay. Stabbed a kid with a knife. Tuy nhiên không biết hai gia đình đã giải quyết như thế nào mà Gary đã không phải chịu trách nhiệm gì. Sau này khi bị bắt, Gary Ridgway còn thú nhận lúc học cấp 2, hắn đã từng giết một đứa nhỏ bằng cách đẩy nó xuống sông. Sau khi tốt nghiệp, hắn cưới người vợ đầu tiên là bạn thời trung học của hắn. Tới năm 1969, hắn tham gia chiến tranh Việt Nam. Lại một tên sát nhân nữa có liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Và sự kiện tham gia chiến tranh này là cột mốc tác động rất nhiều đến tâm lý của tên sát nhân. Hắn được luyện tập và huấn luyện kỹ năng giết người. Hắn rất thích quan hệ với các cô gái điếm ở Việt Nam. Nhưng có một biến cố đã xảy ra. Hắn đã bị bệnh lậu do quan hệ với quá nhiều gái điếm. Điều này đã làm tăng lên rất nhiều sự căm ghét gái điếm có sẵn trong con người hắn. Đến năm 1971, Gary về lại Mỹ và phát hiện bị vợ hắn cắm sừng. Hắn ly dị cô ta, và lại một lần nữa, sự căm ghét đàn bà được khắc sâu hơn. Năm 1973, Gary cưới vợ lần hai và sinh một người con vào năm 1975. Người vợ thứ hai của hắn đã kể về con người hắn vào khoảng thời gian đó. Hắn có một tâm lý rất bất thường, lúc thì tỏ ra rất mộ đạo một cách quá mức với những cuốn kinh thánh. Lúc thì tỏ ra rất hung dữ và bạo lực. Có lúc lại khóc sau khi quan hệ vợ chồng. Có một điểm đáng chú ý là hắn rất nghiện sex, luôn nói về tình dục và muốn quan hệ ở nơi công cộng. Hắn còn tỏ ra rất ghét gái mại dâm, luôn chửi rủa và muốn họ biến khỏi khu hắn sống. Về điều này thì ta có thể hiểu được lý do vì sao. Ta biết được thông tin về Gary Ridgway đến đây, sau đó là thời kỳ hắn đi gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nhìn vào các thông tin về cuộc đời của Gary Ridgway, ta có thể dễ dàng thấy những thứ đã tác động và góp phần tạo nên nhân cách sát nhân của hắn. Hai người cha và mẹ đã ảnh hưởng sự bạo lực tới hắn, cộng thêm việc cô vợ đầu tiên đã cắm sừng hắn, thêm xúc tác là những ngày tháng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, cộng với bản tính tàn bạo có sẵn, mọi thứ đã hội tụ lại và làm nên nỗi kinh hoàng của nước Mỹ. Tuy nhiên, mình muốn khẳng định rằng lý do lớn nhất Gary Ridgway trở thành quỷ dữ là do chính bản thân con người của hắn.
một con người tàn bạo có sẵn trong máu và có tính đổ lỗi rất cao. Hắn chính là người đưa ra quyết định quan hệ với gái mại dâm. Hắn rất thích điều đó, và vì như vậy nên hắn mới bị bệnh lậu. Nhưng tâm lý đổ lỗi đã khiến hắn đổ lỗi lên các cô gái mại dâm và căm thù họ. Hắn đổ lỗi cho cô vợ cắm sừng hắn, nhưng trước đó hắn cũng đã phản bội vợ mình khi quan hệ với gái mại dâm rất nhiều lần. Xin đừng ai bao biện cho Gary Ridgway rằng do hoàn cảnh đã tạo ra tên sát nhân này. Mọi thứ thật sự là do chính hắn tạo ra. Women had control over me and I don't like being controlled. I got my rage out for the time. When did you think about having 14 or 15, I think. I'd see her out sunbathing and she always fastened her bra and turned over and maybe a little bit up here to show because she didn't tan marks. Và bây giờ, ta cùng tới ngay với phân tích về tên sát nhân này. Về đối tượng ra tay, hắn chọn các cô gái mại dâm trẻ tuổi vì họ thường là các cô gái nhỏ bỏ nhà ra đi, khó để bị phát hiện hơn. Cách thức ra tay, đầu tiên hắn tiếp cận các cô gái và ra một mức giá cao hơn bình thường. Khi các cô gái lên xe, hắn cho họ xem hình con trai và mời họ uống bia để tạo tâm lý thoải mái. Pictures. And a picture of my son. Trong lúc quan hệ, hắn sẽ làm từ phía sau, luồn tay ra phía trước cổ họ và siết họ tới chết. Sau này khi bị cào vào tay, hắn đã đổi lại và dùng quần áo của các nạn nhân để siết họ tới chết. Các hành vi thường làm: Gary Ridgway thường siết chết các nạn nhân, quan hệ với họ, ái tử thi, giấu xác, thường quay lại và thăm các xác chết sau nhiều ngày và tiếp tục ái tử thi. Ta sẽ cùng đến với điều đặc biệt nhất của sát nhân song sanh, phương thức lẩn trốn hiệu quả bậc nhất. Hắn luôn đeo bao tay kỹ càng, luôn rửa rất sạch chiếc xe sau khi gây án về. Quần áo của các nạn nhân được hắn ném vào các xe nhận đồ từ thiện, rồi các cái xe ấy sẽ đem đồ đi cho người vô gia cư. Không cảnh sát nào có thể tìm ra được các bộ đồ ấy. Giấu xác ở những nơi khó tìm. Hắn còn tạo bằng chứng giả ở những nơi giấu xác, như là lấy bã kẹo cao su, lấy tàn thuốc của người khác ném vào hiện trường để đánh lạc hướng điều tra. Có một lần khi bị nạn nhân cào, hắn đã cắt hết móng tay của thi thể, rồi về nhà lấy axit tự đổ lên tay mình để xóa dấu vết. Không như những tên sát nhân biến thái khác, hắn không đem bất cứ thứ gì của nạn nhân về nhà. Không thông minh như Ted Bundy, những việc hắn làm rất đơn giản, tên giết người nào cũng sẽ nghĩ tới những hành động trên. Nhưng những hành động này lại vô tình có một sự hiệu quả cực kỳ cao, khiến cảnh sát bị quay như trong chóng. Thật khó hiểu khi IQ của hắn chỉ ở mức thấp là 80, nhưng hắn lại làm được những chuyện mà những người thông minh không thể làm được. Gary Ridgway có một sự liều lĩnh rất khó tin. Hắn tự tin phi tang nhiều xác chết chung một chỗ. Có nơi hắn để 5 cái xác chết chung với nhau. Các sát nhân giấu xác thường sẽ không bao giờ làm vậy vì rất dễ bị phát hiện. Hắn thường quay lại nơi để xác chết và quay lại nhiều lần để quan hệ. Các sát nhân khác cũng ít dám lảng vảng những nơi mà mình đã giấu xác để hạn chế việc bị phát hiện. Và cái việc mà hắn làm mình bất ngờ nhất, đó chính là hắn đã vượt qua cả máy phát hiện nói dối của cảnh sát. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Trong một lần bị cảnh sát nghi ngờ và thẩm vấn, Gary Ridgway đã thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy và vượt qua được nó. Chính điều trên đã khiến cảnh sát gạch tên hắn ra khỏi diện nghi phạm. Đây đúng là một tên sát nhân vô cùng đặc biệt và khiến mình rất khó hiểu. Phải có lý do mà hắn mới thoát được cảnh sát tới 20 năm trời. Một lực lượng đặc nhiệm được thành lập với những người cảnh sát tinh nhuệ nhất nước Mỹ cũng không thể bắt được hắn và phải giải tán sau một khoảng thời gian. Ở phần sau, hãy cùng mình tìm hiểu xem Gary Ridgway đã bị bắt như thế nào, cùng xem những cảnh sát đã cực khổ ra sao khi đối đầu với hắn, và cùng nhau chúng ta sẽ thử phân tích sâu vào tâm lý của tên sát nhân đặc biệt này. Người ta vẫn luôn tranh cãi ai là tên sát nhân nguy hiểm nhất từng xuất hiện trên đất Mỹ, và có hai cái tên luôn được đem ra so sánh,
đó chính là Ted Bundy và Gary Ridgway. Ai tồi tệ hơn là tùy vào nhận định của mỗi người. Tuy nhiên, sát nhân song sanh Gary Ridgway sẽ luôn là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của cảnh sát Mỹ. Ở phần 1, chúng ta đã biết hắn là ai và những điều kinh tởm hắn đã làm. Và ngay sau đây, ở phần 2 này, hãy cùng mình tìm hiểu xem cảnh sát đã khổ cực như thế nào để truy bắt hắn. Cùng tìm hiểu cách Gary Ridgway xa lưới cảnh sát. Và cũng như ở các vụ án khác, hãy cùng mình thử phân tích tâm lý đầy bất ổn của tên sát nhân đặc biệt này. Khám phá điều thần kỳ đã khiến một con quỷ máu lạnh giết hơn 70 mạng người phải bật khóc. Video này sẽ hay đấy. Xin chào, mình là Bác Saber. Cùng đến với góc nhìn của cảnh sát khi săn đuổi sát nhân song sanh. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, đội đặc nhiệm truy bắt sát nhân song sanh được thành lập. Đội đặc nhiệm lớn nhất kể từ hồi truy đuổi Ted Bundy, tất cả các thanh tra giỏi nhất của nước Mỹ thời đó đã được tập hợp. Sau khi phát hiện hàng loạt thi thể của các cô gái mại dâm, họ biết mình sắp phải đối mặt với một sát nhân hàng loạt cực kỳ nguy hiểm. Cảnh sát đã triệu tập và lấy lời khai hơn 200 người. Các đối tượng gồm gái mại dâm, chủ khách sạn, các người lái taxi và các người liên quan đến ngành gái mại dâm của thành phố. Tuy nhiên, không thu được một thông tin gì đắt giá cả. Một năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1983, đây là ngày đầu tiên cảnh sát biết tới cái tên Gary Ridgway. Lần chạm trán đầu tiên của cảnh sát với tên sát nhân thật sự, bạn trai của nạn nhân Marvel đã báo cảnh sát rằng thấy cô ấy lần cuối cùng là lúc bước lên một chiếc xe tải. Anh ấy nhớ số xe và đó chính là xe của Gary. Cảnh sát đã gọi cho tên sát nhân để thẩm vấn. Những gì hắn làm lúc đó là chối hết tất cả, nói rằng mình chưa từng gặp cô gái ấy. Bất ngờ là cảnh sát đã dễ dàng tin lời hắn và thả tên sát nhân ra. Sở dĩ họ làm như vậy là vì hai lý do. Một là họ không có bằng chứng. Hai là lúc bấy giờ cảnh sát đang nghi ngờ một người lái xe taxi. Người lái xe này có quen biết với năm nạn nhân. Họ khá chắc chắn rằng đó là thủ phạm nên đã lơ là với Gary. Và tất nhiên đó là một sai lầm lớn. Sang năm 1984, vậy là đã 2 năm cảnh sát không làm được gì. Trong khi các xác chết cứ tăng lên, họ đã bị chỉ trích rất nặng nề và phải đổi cả lãnh đạo mới. Tháng 5 năm 1984, lần thứ hai cảnh sát chạm mặt với Green River Killer. Lần này đích thân hắn liên hệ với cảnh sát để khai báo một thông tin gì đó. Cảnh sát nhớ về cuộc gặp trước đây, hắn từng là một nghi phạm nên đã tỏ ra nghi ngờ và bắt hắn thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy. Và rồi như các bạn đã biết, Gary Ridgway vượt qua bài kiểm tra nói dối. Hắn nói mình không giết người và cái máy đã bị lừa. Cảnh sát cũng bị lừa. Còn tên sát nhân nguy hiểm thì có được một lá chắn bảo vệ vô hình. Hắn đã đường đường chính chính được gạch tên ra khỏi diện nghi phạm của vụ án. Đây đúng là rủi ro chết người của công nghệ. Đến tháng 12 năm đó, lần thứ 3 cảnh sát chạm trán với Gary. Một cô gái mại dâm đã chạy thoát khỏi tay của Gary Ridgway và báo cảnh sát. Cô ta nói đã bị hắn xiết cổ. Lần này thì tên sát nhân khai rằng hắn làm vậy là do cô ấy cắn vào tay của hắn trước, vì hai người đã xích mích với nhau. Do đã được tin tưởng từ máy kiểm tra nói dối trước đó vài tháng, nên hắn thoát khỏi cuộc điều tra một cách dễ dàng một lần nữa. 2 năm sau, năm 1986, cảnh sát vẫn bế tắc hoàn toàn. Số thi thể lúc này tìm được là hơn 42 thi thể. Trong nỗi tuyệt vọng, cảnh sát đã tìm đến một tên sát nhân khét tiếng đang bị giam giữ để xin lời khuyên. Bạn có đoán được đó là ai không? Đó chính là Ted Bundy. Ta có thể thấy được cảnh sát đã khổ sở như thế nào mới phải đi hỏi ý kiến của một tên sát nhân giết người bệnh hoạn, biến thái như Ted Bundy. Hắn đã hợp tác với cảnh sát để cùng phân tích tâm lý của sát nhân song sanh. Ted Bundy đã khuyên cảnh sát nên phục kích ở nơi những xác chết được bỏ lại, vì có thể sát nhân sẽ quay lại để quan hệ với xác chết. Một lời khuyên rất có lý, nhưng kỳ lạ là nó cũng không hề có tác dụng. Gary vẫn cứ may mắn một cách khó hiểu.
Bình thường hắn rất hay quay lại nơi vứt xác để ái tử thi, nhưng những khi cảnh sát phục kích thì chả bao giờ hắn xuất hiện. Một năm sau, năm 1987, trong năm này đã có một lần cảnh sát đổ dồn nghi ngờ về Gary Ridgway, có đến nhà hắn và lục soát nhưng vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào. Và đó là lần cuối cùng họ đi đúng hướng. 3 năm sau, năm 1990, đội đặc nhiệm truy bắt sát nhân Sông Xanh hoành tráng gần như đã bị giải tán trong sự chỉ trích. Sau 8 năm không thể bắt được tên sát nhân hàng loạt, đội đặc nhiệm đã tiêu tốn tất cả 15 triệu đô mà không thu lại được kết quả gì. Hiện chỉ còn 2 điều tra viên ở lại và không được nhận thêm nguồn lực nào nữa. Mọi thứ chính thức trôi vào bê tắc. Đội đặc nhiệm bị giải tán được 11 năm, tức là gần 20 năm sau khi phát hiện những cái xác đầu tiên. Ngày 30 tháng 11 năm 2001, nhờ công nghệ ADN phát triển, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được ADN của Gary Ridgway trên 4 vụ án, chính thức bắt được sát nhân Sông Xanh Gary Ridgway. Sang năm 2003, họ tìm thêm được 3 vụ án nữa liên quan. Tổng cộng là 7 vụ án, có thể truy tố được Gary Ridgway ở 7 tội danh giết người, và đó là tất cả những gì họ có thể làm. Lúc này là lúc vấn đề nảy sinh. Cảnh sát chỉ có thể truy tố 7 vụ án, tức là còn rất, rất nhiều vụ án không thể có lời giải. Rất nhiều nạn nhân sẽ bị chết oan mãi mãi nếu cảnh sát kết án ngay lúc này. Hiện tại với 7 bản án giết người này, hoàn toàn có thể kết án tử hình với Gary Ridgway, nhưng các cảnh sát đã phải cân nhắc rất nhiều. Và rồi cuối cùng, họ đã chọn cách đặt sự thật lên trên tất cả. Họ đã chọn cách thỏa hiệp. Một thỏa thuận đã được lập ra với tên sát nhân. Hắn sẽ không phải chịu án tử hình nếu thành thật khai báo, chỉ chỗ giấu xác và giúp đỡ hết sức cho cảnh sát để tìm ra mọi xác chết của các nạn nhân. Nếu trong quá trình điều tra hắn có biểu hiện không thành thật, hắn sẽ bị tử hình ngay lập tức. Bản thân mình cảm thấy quyết định trên rất đạo đức và mình đồng ý với nó. Ngày 5 tháng 11 năm 2003, Gary Ridgway, lúc này 54 tuổi, chấp nhận thỏa thuận của cảnh sát, nhận tội đã giết 48 người phụ nữ, lãnh 48 án chung thân. Hợp tác nhiệt tình với cảnh sát để tìm ra các xác chết, kết thúc chuỗi vụ án kinh hoàng. Giờ thì hãy cùng mình thử đi một chút vào đầu của tên sát nhân này, cùng tìm hiểu sâu hơn vào tâm lý của tên sát nhân nhé. Sau khi tham khảo phân tích tâm lý của bác sĩ Grande, mình cho rằng Gary Ridgway mắc phải hai vấn đề tâm lý lớn, đó là chứng thái nhân cách psychopath và rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD. Ta sẽ đi vào thái nhân cách trước. Hai triệu chứng lớn của thái nhân cách mà Gary Ridgway mắc phải đó chính là dối trá bệnh lý và sự nhẫn tâm không có khả năng đồng cảm. Về sự dối trá, Gary Ridgway trong một buổi phỏng vấn đã thừa nhận rằng hắn là một người bị ám ảnh bởi việc nói dối. Đôi khi hắn cảm thấy thật khó để nói sự thật với cảnh sát, ngay cả những lúc bị đe dọa bởi án tử hình. Hắn bị triệu chứng trên là do việc hắn đã quá quen nói dối cảnh sát và thành công trong một khoảng thời gian rất dài. Ngoài nói dối cảnh sát, hắn còn nói dối vợ, nói dối các nạn nhân. Hắn đã sống dưới hai thân phận, một người thường và một tên sát nhân bệnh hoạn. Hắn đã làm như vậy quá lâu nên việc dối trá đã ăn vào máu của hắn. Về sự nhẫn tâm không có khả năng đồng cảm, điều này đã thể hiện rõ qua cách hắn ra tay. Hắn có thể ra tay giết gần cả 100 người mà không thấy áy náy. Hắn chẳng hề có ký ức về những nạn nhân hắn đã giết. Gary Ridgway coi các nạn nhân của mình như những món đồ. Có những lần các nạn nhân đã cầu xin hắn tha mạng, nhưng hắn chưa từng có cảm xúc với một ai. Trong một tài liệu khám tâm lý của cảnh sát về Gary Ridgway có nói: cả đời hắn chưa từng có sự đồng cảm với bất kỳ ai. Ta có thể thấy rõ hắn là một người thái nhân cách qua hai biểu hiện trên. Và sau đây là bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội mình cho rằng hắn cũng đang mắc phải. ASPD có 7 triệu chứng sau. Thứ nhất, xem thường pháp luật hay phạm pháp. Điều này quá rõ ràng, hắn đã giết gần cả 100 người. Thứ hai là dối trá.
Điều này có và ta vừa chứng minh ở trên. Thứ ba là sự bốc đồng, không lường trước hậu quả. Điều này có vẻ không đúng ở hắn. Thứ tư, hung hăng, bạo lực. Điều này đã thể hiện rõ qua việc nghiện giết người của hắn. Năm, coi thường an toàn của người khác. Quá rõ ràng là có. Thứ sáu, vô trách nhiệm. Điều này thì có vẻ không đúng với hắn. Và điều cuối cùng là không cảm thấy hối hận. Có thể thấy trong khoảng thời gian đó hắn không hề hối hận, nên mới có thể ra tay nhiều đến như vậy. Ta có thể thấy hắn ta đã có 5 trên 7 triệu chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Mình khá chắc là hắn đã mắc chứng bệnh tâm lý trên. Các bạn cũng có thể thử tự kiểm tra bản thân mình xem mình có nguy cơ là người mắc chứng ASPD hay không. Vậy là ta đã cùng chứng minh hai vấn đề tâm lý của tên sát nhân mắc phải. Nhưng sau đây mới là những thứ đặc biệt nhất về tâm lý của hắn, những thứ khiến hắn đáng sợ hơn các tên sát nhân khác. Và những đặc điểm tâm lý bất thường này đã khiến hắn trở thành cỗ máy giết chóc không có điểm yếu. Các tên thái nhân cách thường có tính tự cao, và cái tính tự cao ấy thường là điểm yếu của chúng. Như Night Stalker đi khoe khoang chiến tích với nhiều người để rồi bị bắt. Ted Bundy thì tự tin làm luật sư biện hộ cho chính bản thân, vì không đủ khả năng biện luận nên lãnh án tử hình. Và những điều ấy không xảy ra với Gary Ridgway. Hắn là người luôn đổ lỗi chứ không hề tự cao. Hắn đổ lỗi cho mẹ mình, đổ lỗi cho vợ mình đã khiến hắn ra như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn hắn, khi phóng viên kêu hắn tự đánh giá khả năng giết người của mình theo thang điểm 5, hắn đã đánh giá 3 trên 5 điểm. Rõ ràng với con số mạng người hắn đã giết, hắn hoàn toàn có thể là số 5 hoặc hơn như vậy nữa. Nhưng hắn không phải là một người tự cao thích thể hiện. Điều này vô tình khiến hắn trở nên rất nguy hiểm. Ta hãy cùng quay lại với biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hai đặc điểm hắn không có chính là sự bốc đồng và sự vô trách nhiệm. Đây rõ ràng là hai điểm yếu dễ khiến cho các sát nhân bị bắt. Hắn không như vậy. Ta có thể thấy hắn không bốc đồng. Tất cả những lần ra tay đều theo một kế hoạch rõ ràng. Hắn không vô trách nhiệm. Hắn luôn trung thành với các quy tắc hắn tự đặt ra để không bị bắt. Hắn tỉ mỉ trong từng chi tiết. Điều này còn thể hiện qua công việc hàng ngày của hắn. Gary Ridgway đã trung thành làm thợ sơn linh kiện xe trong suốt 30 năm, và đó còn là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao. Ta có thể thấy tên sát nhân này là tổng hợp của những thứ tồi tệ nhất. Hai căn bệnh tâm lý nguy hiểm, nhưng những điểm yếu như tự cao, bốc đồng và vô trách nhiệm, những điều dễ khiến hắn bị bắt thì hắn lại không có. Đến đây ta có thể hiểu vì sao hắn trở thành nỗi ám ảnh của cảnh sát. Gary Ridgway sẽ luôn là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của cảnh sát Mỹ. Đôi lúc mình tự hỏi làm sao thì tìm được công bằng. Như tên sát nhân này, hắn đã giết cả 100 người rất dã man, nhưng hắn chỉ có một cái mạng. Làm sao ta có thể giết được hắn cả 100 lần để công bằng với các nạn nhân đây? Và nếu giết hắn như vậy thì ta có khác gì hắn đâu chứ? Vậy sự công bằng nằm ở đâu? The Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty, 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 guilty. Khi người ta chửi rủa hắn, hắn như chẳng hề nghe một câu nào. You had said your memory when it comes to all of the women you took was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Chẳng có một câu chửi rủa nào hay một giọt nước mắt nào có thể khiến tên thái nhân cách này có cảm xúc. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Nhưng duy nhất có một người đàn ông có con gái bị hắn giết đã nói. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult
to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Câu tha thứ ấy khiến một tên thái nhân cách không có cảm xúc cũng phải đổ gục với những giọt nước mắt lan trên má. Chắc chắn câu tha thứ ấy sẽ ám ảnh hắn đến suốt đời này về sau. Có thể thấy hai chữ tha thứ ấy thật khó để nói ra, nhưng nó mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh sát thương với quỷ dữ, nhưng lại chữa lành cho người mất mát. Chắc chắn sau khi câu nói ấy được nói ra, tên sát nhân sẽ rất đau đớn, còn người đàn ông mất con kia sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều. Nhiều người cho rằng việc nói tha thứ cho kẻ đã giết con của mình là một hành động nhu nhược. Nhưng mình thì hoàn toàn không nghĩ vậy. Với mình, đó là việc làm bản lĩnh nhất mà một con người có thể làm. Tới đây mình không còn quan tâm đến sự công bằng nữa. Mình biết cuộc sống có thể không công bằng, nhưng nó sẽ luôn cân bằng. Một tên giết người tàn bạo nhất sẽ được cân bằng bởi một người nhân từ nhất. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn để mình duy trì và phát triển kênh. Hãy donate cho mình nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Hẹn gặp lại ở một video khác. Mình là Bass Saber.